Sao rồi, gần tới vậy mày? Bình tĩnh xem nào, còn một đoạn nữa thôi. Mà sao mày bảo tao dẫn đi đổi gió, mà sao tao thấy cái nơi này hẻo lánh quá mày? Thì đổi gió đấy có gì nữa. Mày ở thành phố nhiều, mày không thể chán à? Đôi khi lên rừng, có rau sạch, cá thơm, kiểu gì sẽ bắt được một em. Mà nhá, ở đây ý, có mấy khu du lịch sinh thái được phết đấy. Mày thì lúc nào cũng gái viên gú hết á. Tao thì thiếu gì gái, chẳng qua là tao không thích thôi. Mày bộ có sẵn rau cho mày chăng à? Ê, khoan, giữ lại. Cái gì đấy? Rau sạch. Mày điên à? Rau thì có gì mà dừng lại? Ý tao là gái xinh. Đâu? Kìa. Cái thằng cứ thấy gái là mắt sáng như đèn ô tô á. Lau nước miếng đi kìa, kém sang quá rồi đấy. Em này tao duyệt. Mày đừng, mày sẵn mở cho mày húp đây. Mày quên tao là ai à? Một thiếu gia như tao ấy, một khi đã thích, không em nào thoát đâu. Tao thách mày tán được em đó. Ok, một chầu nhậu. Được thôi. Nhưng mà nếu mày thua, mày sẽ bao tao ăn một tuần đấy nhá. Một tuần? Ừ, một tuần. Sao, chơi không? Ê, sợ ra. Ai sợ? Nhất trí thôi. Để tao xem mày làm được gì. Em gái. Anh ổi ạ, anh mua đi, ổi nhà em trồng đấy, đảm bảo chất lượng. Thôi, bỏ qua mấy quả ổi này đi. Đừng, anh không thích lòng vòng. Anh vào thẳng vấn đề luôn nhá. Anh là Đạt, con trai giám đốc công ty đa gia. Nếu em chịu đi chơi với anh thì từ nay về sau em muốn gì cũng được, không phải đi bán ổi nữa. Ok không? Đồ biến thái. Tưởng thiếu gia sắc gái thế nào, hóa ra lại bị cái tát à. Đồ biến thái. Dạ đau quá à. Chưa xong đâu. Mày thua rồi, chơi xong cái gì nữa? Chưa thua đâu, đi theo tao. Anh đã nói với cô em rồi, anh rất thích cô em. Chỉ cần cô em. Các người ra khỏi đất nhà tôi ngay. Nếu không tôi la lên đấy. Tôi báo công an bây giờ. Em la đi, em la lên đi. La to mà. La. Nói mà la thật, công an đến. Ờ thì thôi, làm gì mà căng. Các người ra khỏi đây đi. Anh tới đây để mua ổi. Cái gì? Mày thích ăn ổi từ khi nào vậy? Im. Sao? Cô em có bán không? Các anh muốn mua ổi á? Được rồi, nếu mua ổi thì tôi bán. Các anh mua bao nhiêu? Anh mua hết. Anh mua cả cái vườn này. Mua hết? Phải. Cô em bán không? Tôi bán. Khi nào các anh cần? Trong vòng chiều nay, cô em phải giao hết cho anh. Ok? Chiều nay, tôi sợ không kịp. Ôi, vậy thì không được rồi. Tối nay phải đi rồi. Nếu cô em không giao được thì thôi vậy. Ờ,
Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giao trong chiều nay. Địa chỉ là ở đâu? Cô em cho anh xin số điện thoại, xong rồi anh nhắn tin địa chỉ cho. Ok, thế chốt đơn nhá. Bye cô em. Đi. Này này này, mày có bị vấn đề gì đó không? Tại sao lại mua nguyên một vườn ổi của nó luôn vậy? Mày định cho tao ăn ổi thay cơm à? Mày đúng là còn non và xanh lắm. Là sao? Mày có thấy tao đã có số điện thoại của nàng không? Bước tiếp theo chuẩn. Đi. Chị Trúc. Phương, em ra đây làm gì đấy? Trưa rồi không thấy chị về nên em phải ra đây xem chị như thế nào. Cái con bé này, hôm nay chị có chút việc gấp em ạ, nên là chị cố gắng làm cho xong việc rồi về ăn cơm sau. Chị này. Sao đấy? Hay là em không đi học nữa? Cái con bé này, sao hôm nay lại nói như vậy? Em không muốn đi học nữa, em ở nhà với chị. Từ ngày bố mẹ mất, chị vất vả nuôi em ăn học. Em không muốn gánh nặng của em cứ đè mãi lên vai chị như vậy. Việc học của em tốn kém lắm. Cái con bé này, em cứ yên tâm đi học đi. Chị có thể lo được cho em mà. Ngày mai chị sẽ có tiền để đưa cho em đóng tiền học phí đấy. Nhưng mà... Không nhưng nghị gì hết. Phải học thì mới có tương lai được em ạ. Chị ít học cũng được, nhưng mà nhất định em gái của chị phải là một người tài giỏi nhất. Chị cũng đã hứa với bố mẹ rồi, phải lo cho em được một cuộc sống tốt nhất. Như thế thì bố mẹ ở dưới kia mới an lòng được. Em cảm ơn chị. Cái con bé này, hôm nay lại còn khách sáo như thế à? Thôi, về ăn cơm đi, không là muộn học đấy. Hay là em mang cơm ra đây, chị em mình cùng ăn nhá. Chị đợi em một tí. Đi giao hàng cho khách cho kịp giờ. Em ở nhà ngoan nhá. Chị đi giao hàng, thích ăn gì chị mua cho. Với cả cần mua sách vở gì thì bảo chị luôn, rồi chị mua cho nhá. À, còn tiền học phí nữa, ngày mai chị sẽ đưa cho em đóng. Vâng, chị đi cẩn thận nhá. Nhớ về sớm, buổi tối em chờ cơm chị đấy. Chị biết rồi, thôi chị đi đây. Chị đi cẩn thận nhá. Tao không hiểu nổi tại sao mà mày lại mua cả cái vườn ổi của con bé đó luôn á. Mày thì làm sao hiểu được cái suy nghĩ tán gái của tao hả? Tán gái mà bằng ổi, lần đầu tiên tao thấy luôn đó. Cái con bé đấy nó sẽ tự alo cho tao thôi. Thử hỏi, khi nó vặt hết cả vườn ổi đấy rồi thì tao hỏi mày, một buổi đi chơi với tao em có đồng ý không? Ý mày là... Từ từ sẽ hiểu. Tao còn nhiều chiêu, mày phải học tao lắm. Ê, thấy chưa? Alo cho tao rồi này. Alo, anh nghe thấy cô gái xinh đẹp. Tôi ship hàng đến rồi đây, anh ra lấy hàng đi. Làm gì mà em vội thế? Anh sẽ mua hết mà. Nhưng mà em phải đi ăn tối với anh cơ.
ok không? Tôi bận lắm, tôi còn nhiều việc. Anh ra lấy hàng để tôi còn về. Nếu mà em không đồng ý thì em mang ổi về mà ăn. Còn đến với anh, em sẽ có tất cả. Còn không, hậu quả ra sao em biết rồi đấy. Này, mày làm vậy có ác không mày? Ác cái gì? Đấy là cái giá mà nó phải trả. Mà tao không lấy, em đi mang ổi ra bán, kiểu gì chả bán được hả? Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô bị làm sao vậy? Chị đi giao hàng cho khách cho kịp giờ. Em ở nhà ngoan nhé. Chị đi giao hàng, thích ăn gì chị mua cho. Với cả cần mua sách vở gì thì bảo chị luôn, rồi chị mua cho nhé. À, còn tiền học phí nữa, ngày mai chị sẽ đưa cho em đóng. Vâng, chị đi cẩn thận nhé. Nhớ về sớm, buổi tối em chờ cơm chị đấy. Chị biết rồi, thôi chị đi đây. Thôi đi về đi. Coi như tao thua, tao dẫn mày đi đâu. Nhắc trí thôi. Mà khoan đã, lỡ mình về đằng trước á, con nhỏ nó còn ngoài đó hay sao? Nó mà làm sùm lên á thì nhục mặt lắm. Ừ nhờ. Có cách rồi, chuồn cửa sau. Ok. Khoan đã. Mày là ai đấy? Sao chắc được bọn tao? Tránh ra coi. Tôi là chủ quán cà phê ở đây và không tránh. Thế em tao cứ tưởng ai? Chủ quán rốt rồi. Quán mới có cửa sau không? Có. Dẫn bọn tao ra đây đi. Nhưng mà các người chưa đi được. Sao chưa đi được? Tiền cà phê bọn tao thanh toán rồi cơ mà. Tiền cà phê các người đã thanh toán, nhưng của người khác thì chưa. Tiền gì? Đường đường là thanh niên sức dài vai rộng mà các cậu lừa gạt và bom hàng của cô ấy à? Ai bom? Mà kể cả có bom ấy cũng chẳng liên quan gì đến mày. Nghe chưa? Làm việc xấu ở trong quán của tôi thì trách nhiệm xử lý là việc của tôi. Các người có tiền ấy, các cậu sống rất bẩn. Mày lo chuyện bao đồng à? Các cậu có biết hoàn cảnh của cô ấy không? Cha mẹ thì mất sớm, vậy mà các cậu lại mang cô ấy ra làm trò tiêu khiển à? Tao nói mày nghe này, chỉ là mấy quả ổi thôi mà, làm gì mà căng vậy hả? Đúng, mấy quả ổi đó đối với các cậu rất bình thường, nhưng đối với cô ấy là cả một tương lai, cả một số phận ấy. Tao không quan tâm, mà tao cũng đích thần biết luôn. Giờ tránh ra để bọn tao đi. Chắc nó không biết mày là ai rồi. Tao xin trân trọng giới thiệu với mày á, đây là... Tôi không cần biết các anh là ai. Một là trả tiền, còn hai tôi sẽ báo công an để xử lý vụ việc này. Để báo công an cho mày, trả tiền cho nó rồi kìa. Chị trả á? Làm gì căng thế? Cho mày là 10 triệu, coi như tao trả cho mày. Cầm lên và đưa cho tử tế. Muốn cầm thì bảo nó mà cầm. Giờ tao trả rồi, tránh ra để tao đi. Còn không ấy, quán mày cũng không xong với tao đâu. Bây giờ các cậu không nhặt lên thì đừng hòng đi ra khỏi đây. Xong rồi đấy, giờ thì tránh ra để bọn tao đi. Xin lỗi cô ấy đi. Tao không xin lỗi đấy, tiền tao trả rồi, sao tao phải xin lỗi? Đừng trách tôi đưa lên công an. Ừ thì xin lỗi. Đi. Nếu có chuyện gì cứ tới đây tìm Vương ca. Tôi cảm ơn anh nhiều nhá. Nếu không có anh thì tôi không biết phải làm sao nữa. Không có gì đâu, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Nếu cô cần việc làm hãy đến tìm tôi. Tôi cảm ơn anh.
tốt lắm. Bản báo cáo lần này của cậu khá chi tiết và cụ thể. Tôi có lời khen cho cậu đấy. Dạ vâng, em cảm ơn sếp đã để mắt tới em ạ. Cũng nhờ làm trợ lý cho anh, em học hỏi được nhiều điều lắm ạ. À, cậu Đạt này, cậu là một nhân viên tốt của công ty. Cứ đà này đó, tôi nghĩ không sớm muộn gì cậu cũng được thăng chức mà thôi. Dạ vâng, em cảm ơn sếp ạ. À, được rồi, cậu về phòng làm việc đi. Sẵn tiện cuối ngày nay làm việc xong đấy, cậu đợi tôi dưới sảnh nhé. Tôi muốn mời cậu một bữa. Dạ thôi, sếp để em ạ. Không được, cái này tôi mời coi như đây là bữa tiệc của những người bạn đi. Rồi sẵn tiện tôi muốn bàn một số công việc. Dạ vâng, vậy em xin phép ạ. Cậu về phòng đi. Dạ. Alo, em đấy à? À, hôm nay anh không ăn cơm nhà nhé. Anh hơi về muộn một chút. À, anh mời cậu Đạt trợ lý của anh đi dùng tiệc một bữa mà. Sẵn bàn công việc luôn. Anh nhớ rồi. Được rồi, anh sẽ uống ít thôi và về sớm với em nhé. Ok, yêu em. Chồng ơi, vợ mới thích cái túi này này, có mấy chục triệu thôi, chồng mua cho vợ nhá. Em mời chị uống nước ạ. Cảm ơn cô. Sao? Bộ mặt tôi dính cái gì hả cô Phương? Dạ không ạ, em xin phép. À cô Phương này, cô cũng là người giúp việc ngay nhà tôi lâu rồi. Tôi thấy cô là một người rất cẩn thận và chỉnh chu. Tôi quyết định tháng này tôi sẽ tăng lương cho cô. Em cảm ơn anh ạ. Tôi cũng mong rằng thời gian tới cô vẫn sẽ giữ thái độ chỉnh chu và trung thực đấy. Đặc biệt là phải luôn cẩn thận. Vâng, em hiểu rồi. Em xin phép. À, em này. Hôm qua em có nói với anh là hôm nay em muốn đi đâu à? Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay em muốn đi một số nơi. Anh có rảnh không? Anh rảnh nè. Mình đi thôi. Anh ra ngoài lấy xe trước đi. Em sao thế? À, em không sao. Anh nhìn em có vẻ không được khỏe đó. Em có vấn đề gì à? Em không sao, em ổn mà. Mà tình hình công ty dạo này thế nào rồi anh? À, vẫn ổn em à. Mọi hợp tác chúng ta đều rất tốt. À, cậu Tùng anh hay nhắc với em đấy. Anh cũng hỗ trợ khá khá trong việc của anh đấy. Anh thấy cậu ta rất là chăm chỉ và siêng năng. Anh tính hôm nào mời cậu ấy về nhà chơi một bữa đó. Em thấy sao? À, em thì sao cũng được. Em đang có chuyện gì phải không? Tự nhiên em thấy trong người mệt quá. Ở đoạn đường tới anh dừng để em xuống xe sang đường mua nước nhé. Này, em đang mệt thì ngồi trên đây nghỉ ngơi đi. Để anh đi mua cho. Vâng ạ. Sếp tỉnh rồi ạ? Sếp làm lo quá. Đây là đâu? Đây là nhà mình mà, anh không nhận ra à? Anh đã nằm như thế này bao lâu rồi? Anh đã nằm như thế này hơn một tuần rồi đấy. Cứ tỉnh rồi lại mê man. Anh làm em lo quá. Còn công việc ở công ty như thế nào rồi? Sau vụ tai nạn, em ngồi vào ghế chủ tịch thay anh. Anh đừng lo, vì đã có cậu Đạt đây giúp đỡ, cho nên là em cũng không bỡ ngỡ lắm. Cảm ơn cậu. Dạ, không có gì đâu ạ. Sức khỏe của sếp là trên hết ạ. Còn mọi việc, sếp có để chị nhà lo ạ. Anh nằm xuống nghỉ đi.
thuốc em đã chuẩn bị xong rồi. Anh dậy ăn chút đi. Cảm ơn cô. Vợ tôi đâu rồi? Chị Nhà lên công ty từ sáng sớm rồi ạ. Lên công ty? Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là Chủ nhật ạ. Chủ nhật là ngày nghỉ mà. Chẳng lẽ ở công ty xảy ra chuyện gì à? Cô sao thế? Có chuyện gì cô nói tôi nghe đi. Em không biết ạ. Cô đừng có giấu tôi. Có chuyện gì xảy ra cô cứ nói cho tôi biết đi. Em... Cô Phương này, cô cứ nói thẳng cho tôi biết đi. Cô đừng ngại. Em sợ nói ra thì anh sẽ không tin em. Cô là người như thế nào? Chính tôi là người hiểu rõ mà. Cô cứ nói đi. Cô chắc những gì cô nói là sự thật? Dạ, em không dám nói dối anh đâu ạ. Được rồi, nếu đúng như vậy đó thì cô giúp tôi một việc nhé. Mày dám tranh thủ lúc tao không ở nhà lén lút với chồng tao đúng không? Chị ơi, em xin chị. Cái loại trơ trẽn bây giờ còn dám vác mặt lên xin tao tha thứ à? Nhưng mà em yêu anh Thịnh. Yêu? Mày bảo mày yêu. Mày yêu ông chủ á? Thật là ngược đời mà. Một con ô xin lại đòi yêu ông chủ à? Nhưng mà em yêu anh Thịnh là thật lòng. Thật lòng á? Càng ngày mày càng làm tao nực cười hơn rồi đấy. Anh Thịnh đường đường là một chủ tịch, có địa vị, có tiền tài. Vậy mày bảo mày yêu anh Thịnh, mày yêu vì cái gì? Vì tiền đúng không? Nhưng mà tôi không phải là chị. Cái gì? Mày nói cái gì? Tôi không phải như chị. À, mày nói cái gì? Nói lại một lần nữa tao xem nào. Chị đừng tưởng những gì chị làm sau lưng anh Thịnh là sẽ không ai biết. Còn khốn nạn này, mày dám nói tao như thế à? Hôm nay mày còn có gan bật lại tao nữa cơ à? Những lúc anh Thịnh đi vắng, chị lại lén lút hẹn hò với tên khốn nạn kia. Mày... Được thôi, vậy là đúng như những gì mà tao nghĩ. Mày đã lén lút theo dõi tao, nhìn trộm tao. Vậy mày nói xem, mày còn biết được những gì nữa nào? Cả việc anh Thịnh bị tai nạn, đấy không phải là ngẫu nhiên, là do hai người sắp đặt nhằm mục đích. Đủ rồi, để tao nói hộ luôn giúp mày nhá. Đúng rồi đấy, tao và Đạt đã lén lút đằng sau lưng Thịnh từ lâu rồi. Và cả vụ tai nạn của Thịnh cũng là kế hoạch bọn tao cả đấy. Người đứng sau kế hoạch này chính là tao. Chính tao đã dụ tên Thịnh ra nơi vắng vẻ. Khi nó sang đường thì Đạt chỉ việc nhấn chân ga thôi. Khi thằng ngu đấy chết đi thì tất cả tài sản của nó đều sẽ thuộc về tay tao. Và dĩ nhiên chiếc ghế chủ tịch công ty FM cũng sẽ thuộc về tao. Mày rõ chưa? Các người,
Các người không phải là con người nữa rồi. Các người là những con quỷ. Ê! Chỉ tiếc cái mạng thằng chói quá lớn, xong qua chặn đấy, không tiện nó sang thế giới bên kia được. Chỉ để nó nằm liệt giường một tuần. Trong thời gian nó liệt giường thì chúc mày nằm giữa công ty, còn tao nằm rõ từng bước đi của công ty một. Và đấy là cái USB của bọn tao. Bác sĩ nói nó còn một tháng thì nó mới hồi phục được. Một tháng đấy đủ để tao và Trúc nắm trọn công ty và đá đít nó ra khỏi công ty rồi. Đúng rồi đấy. Còn về phía mày, mày biết quá rõ rồi. Nhưng không ngờ tất cả đã nằm trong kế hoạch B của bọn tao. Chỉ tiếc là mày đã biết quá nhiều, thích tham gia vào chuyện của người khác. Đáng lẽ ra hai người nên chọn cả phương án C và D này đấy. Anh Kỵ. Lại là mày à, thằng chết hụt. Cô có sao không? Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết sự thật. Không thì... Sao? Ngạc nhiên à? Những gì hai người vừa nói tôi đã đều quay lại hết rồi. Và nó sẽ là bằng chứng trước tòa. Trước tòa? Mày lôi bọn tao ra tòa? Ở đây không có ai phải hầu tòa hết. Còn mày, thần chết sẽ không mỉm cười với mày lần thứ hai đâu. Cậu nghĩ tôi đây này chỉ có một mình sao? Cậu nghĩ chỉ có hai người mới có phương án dự phòng à? Tôi nói cho cậu biết, cái khu này đã bị công an bao vây rồi đấy. Nếu cậu không muốn tự hại bản thân mình đó, thì mày đừng có manh động. Anh Thịnh, em xin anh đấy. Em biết là em đã sai rồi, nhưng mà em xin anh hãy tha thứ cho em lần này thôi. Em sẽ rời khỏi đây mà, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Quá muộn rồi. Một người là trợ lý tôi luôn tin tưởng và tôn trọng, còn một người là vợ tôi, người đầu óc tay gối, người đã từng hứa không bao giờ phản bội tôi. Nhưng chỉ vì đồng tiền, chỉ vì đồng tiền đã làm mờ mắt hai người. Hai người chuẩn bị đối diện với pháp luật đi. Ta đi thôi. Anh Thịnh. Mày còn đứng đấy à? Biến ngay ra khỏi quán nhà tao. Cút. Anh ơi, em chỉ muốn xin việc thôi mà anh. Chỗ của tao không có tuyển người, và có tuyển ấy cũng không tuyển cái hạng người như mày. Biến. Ok em coi thu xếp giúp anh nhé. Hợp đồng lần này rất là quan trọng đấy. Rồi ok. Ok em. Này anh, anh làm gì người ta vậy? Cậu ta chỉ là người ăn xin thôi mà. Đây không phải việc của anh. Nhìn cái thằng khố rách áo ôm này đi. Muốn giúp ấy thì đi chỗ khác mà giúp. Cậu Duy, cậu có sao không? Ơ, Đạt. Đạt khóa 5 đi sao? Tại sao mà lại ra nông nổi như thế này? Chẳng phải lúc trước mày làm ăn ổn định lắm hay sao? Tao... Thôi được rồi, đừng nói gì nữa. Bây giờ về nhà tao đi. Đi. Bà ơi, anh về rồi nè. Anh về rồi đấy à? Này, em xem anh dẫn ai về này. Anh Đạt, sao bây giờ anh lại thành ra như này? Anh Đạt đang gặp chút khó khăn, anh tính giúp ảnh một chút ấy mà. Thôi được rồi, có chuyện gì thì nói sau. Hai anh vào nhà đi, em lấy nước cho. Thôi được rồi, tạm thời mày cứ ở nhà tao đi, cứ coi như là nhà của mày, không phải ngại. Tao biết mày là một người có năng lực, rồi tao sẽ sắp xếp cho mày một vị trí trong công ty của tao mà làm. Tao cảm ơn vợ chồng mày nhiều lắm. Nếu không có vợ chồng mày, tao không biết phải làm gì nữa. Có gì đâu. Rồi, vào coi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Đi. Anh yêu em. Em bỏ Thích đi được không? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Chuyện của chúng mình đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng anh yêu em, mình có thể làm lại được mà.
Em bỏ Thịnh đi mà. Không được, em và anh Thịnh đã cưới nhau rồi. Anh quên là anh Thịnh đã giúp anh những gì à? Anh anh về rồi đây. Em xin phép. Mày Đạt, mày làm gì đấy? À, ở trong nhà bí quá. Tao ra ngoài này cho thoáng đi mà. À, thế à? Thôi được rồi, vô nhà ăn cơm đi. Cậu vào trước đi. Từ khi mày vào công ty tao làm đó, công ty tao phát triển lên hẳn. Có gì đâu, đấy là trách nhiệm của tao mà. À, tuần sau á, tao sẽ giao cái chi nhánh với Hưng Long cho mày làm. Tao nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt cho mày phát triển đó. Thật đấy à, tao cảm ơn mày đó. Cảm ơn mày đã tin tưởng. Tao sẽ không làm mày thất vọng đâu. Ừ, cố gắng nha. À này, vợ mày đang ốm đấy. Công việc thì công việc, nhưng gia đình vẫn là quan trọng nhất đấy nhá. À, tao cũng quên nữa. Tối nay tao hẹn với đối tác rồi. Mày coi chăm sóc Phương giúp tao nhé. Rồi mai tao đưa Phương đi khám bệnh sau. Nhưng mà thôi rồi, mày cứ đi công việc đi. Việc này để tao. Ừ, cố gắng giúp tao nhé. Cảm ơn mày nhiều. Đi. Phương, sao suốt ngày em làm việc nhà thế? Cứ để đấy, anh làm cho. Vâng. À, anh có mua cho em ít mỹ phẩm, anh để trong nhà ấy. Lát em dùng thử nhá. Em cảm ơn. À, sao em thấy thằng Thịnh chẳng giờ đưa em đi chơi hay đi spa làm đẹp gì thế? Anh ý cũng nhiều việc ở công ty, thời gian cho em đi chơi cũng ít, dành cho gia đình cũng ít đấy ạ. Thế chưa anh đưa em đi chơi, rồi đi shopping luôn nhá. Tiện thể anh mua đồ cho anh luôn. Không cần đâu, em tự đi cũng được. Không phải ngại đâu, chiều đi với anh nhá. Vâng, nhưng mà lỡ anh Thịnh biết thì sao? Không sao đâu, hôm nay nó đi kiểm tra chi nhánh dưới Hưng Long rồi. Muộn mà mới về cơ. Vâng, cũng được ạ. Thôi, em vào nhà thử mỹ phẩm đi. Vâng. Alo. Rồi rồi, ok ok. Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Ok ok ok, tôi tới. Đạt. Phương, chuyện này là sao? Tại sao hai người lại đi chung với nhau? Chẳng lẽ... Mày đoán đúng rồi đấy. Thôi thì đến nước này, tao cũng nói cho mày biết luôn, Phương vẫn còn yêu tao. Mày nhường cô ấy lại cho tao nhá. Mày nói cái gì vậy? Phương, em giải thích đi. Ly hôn đi. Đúng rồi đấy. Em nói cái gì vậy Phương? Chẳng phải chúng ta vẫn đang hạnh phúc hay sao? Hạnh phúc? Phương không bao giờ hạnh phúc khi ở cạnh mày. Mày thiếu công việc, lúc nào cũng công việc. Tôi nghĩ là tôi cưới anh thì tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng mà không, anh không khi nào quan tâm đến tôi hết. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có công việc thôi. Cô, tôi thì suốt ngày vất vả đi làm để kiếm tiền nuôi cô. Mà cô ở nhà lại đi chơi với nó, trong khi nó là bạn thân của tôi. Còn mày, tao đã cưu mang và giúp đỡ mày như thế nào, mà bây giờ mày lại phản bội tao. Giúp đỡ? Được rồi, trong thẻ này là 3 tỷ, coi như tao trả cho mày. Sao, đã đủ chưa? Còn tất cả tài sản công ty tao đã sang tên đổi chủ rồi. Mày chẳng có cái gì đâu. Mày. À, tao nhớ ra rồi, tao vẫn để lại cho mày một ít. Cảm ơn bạn Hiền nhá, cố gắng lên. Đi thôi em. Có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Tình hình công ty ngày càng đi xuống, hàng hóa cũng không xuất được.
Công nhân vì vậy mà cũng nghỉ việc hết. Em sợ đà này mình sẽ bị phá sản mất. Vậy em đã gọi điện xin lỗi cho được các đối tác chưa? Em gọi rồi nhưng mà... Khốn nạn, đúng là bọn tiểu nhân mà. Alo. Anh, có tin vui rồi. Tin gì thế hả em? Đã có một đối tác sẵn sàng chi trả các khoản nợ và đầu tư vào công ty của mình. Thật thế sao? Vậy em đi chuẩn bị đi, rồi mình chủ động qua gặp họ luôn. Vâng. Anh có sao không? Được rồi, không sao. Để tao lau cho. Tao đi làm việc tiếp đi. Ai đây? Có phải là thằng chồng thất bại của em đây không nhỉ? Chào bạn, lâu ngày không gặp, bạn khỏe không? Tôi khỏe. Đúng là thất bại vẫn mãi chỉ là thằng thất bại. Mà bạn làm gì ở đây vậy bạn? Thì tao... Trông mày vẫn bần hèn ngu dốt, không khá lên được nhỉ? Mày cười cái gì? Mà cũng phải cảm ơn mày. Nhờ mày thì tao mới có ngày hôm nay. Được thế, thì chúc mừng bạn. Chúc mừng á? Mày nghĩ mày đủ tư cách để chúc mừng tao à? Này, tao nghĩ mày nên nói chuyện lịch sự lại đi, trước khi mày nhận hậu quả. Hậu quả? Tao lại sợ mày quá cơ ấy. Thôi được rồi, để tao nói cho cậu biết. Tôi là giám đốc công ty SVM và cũng là đối tác chuẩn bị ký hợp đồng với cậu đấy. Thôi, mày đừng có mồm điêu. Mày nghĩ tao tin mày à? Cậu không tin á? Cậu đợi tôi một chút. Alo, cô hủy ngay cái hợp đồng tôi sắp ký đi nha. Tôi không muốn hợp tác với công ty Đa Giai nữa. Thế nha. Ok. Mày diễn cũng khá đấy. Alo. Alo, anh Đạt à? Chủ tịch bên công ty em vừa thông báo hủy hợp tác với công ty anh. Mong hợp tác lần sau ạ. Alo, alo. Sao? Mày đã tin chưa? À, Thịnh, tao biết tao có lỗi với mày nhiều lắm. Mày giúp công ty tao nữa. Dù gì, công ty đấy cũng là công ty của mày mà. À, tao sẽ trả lại Phương Anh cho mày. Giờ mà chắc tao không giúp, chắc công ty mày phá sản quá. Chắc lúc đó mày khổ lắm nhỉ? Đúng rồi. À, vậy mày đồng ý giúp công ty tao đúng không? Mày đang mơ hả? Mày đã gây ra cho tao bao nhiêu chuyện mà bây giờ mày còn muốn tao giúp hả? Anh, chuyện năm xưa là anh tao dụ dỗ em. Em không có tí tình cảm gì với anh ta cả. Mình quay lại được không? Cô bỏ tay tôi ra. Cô đã bỏ tôi đi theo cậu ta, mà bây giờ cô còn muốn tôi quay lại nữa hả? Loại người như cô không xứng đáng để quay lại với tôi. Tôi tặng hai người một câu: sống ở đời đó thì phải biết trước biết sau, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đây là cái kết do hai người chọn đấy. Còn bây giờ chúc hai người hạnh phúc. Tôi đi đây. Chủ tịch, sao anh lại hẹn đối tác dưới quê thế ạ? Có sao đâu em, dù gì dự án của mình cũng ở dưới này mà. Sẵn tiện anh muốn xem giám đốc ở dưới này làm việc như thế nào luôn. Vâng, thế anh định bao giờ ra dự án ạ? Ngày mai mình mới gặp đối tác đúng không? Thế chiều nay mình xuống dự án luôn nhé. Vậy bây giờ mình về thay đồ luôn đúng không ạ? Thôi anh nghĩ không cần đâu, mình ăn mặc chẳng vậy bình thường như này là được rồi. Em không hiểu ạ. Thì mình ăn mặc bình thường để xuống dưới coi giám đốc dưới đó đối xử với mình như thế nào chứ. Vâng. À, gần đây có một vườn bưởi, bưởi vườn ngon lắm nè em. Em có muốn mua một ít luôn không? Thế mình không ra dự án nữa ạ? Đằng nào bây giờ cũng chưa làm gì, sẵn tiện mình ghé mình xem một chút cũng được. Vâng, mà hình như đây cũng là quê của anh đúng không? Đúng rồi đó, đây là quê tôi nè, nên tôi mới đầu tư dự án dưới này đó. Anh muốn tạo công việc cho bà con đúng không ạ? Đúng rồi đó em. Mà thôi, ta đi xuống dưới vườn bưởi luôn đi. Vâng.
Ê cô, bữa bán thế nào đấy? Ờ, đàn này. Thích ngáo à? Đúng rồi, tôi là Thịnh đây. Lâu ngày mới gặp, cậu khỏe không? Mày làm trò gì đấy? Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Cậu sao vậy? Chỉ là tôi muốn bắt tay chào hỏi thôi mà. Bắt tay? Mày nghĩ mày có xứng không? Cậu nói như vậy, tôi không hiểu. Mày ngu hay giả vờ ngu vậy? Một thằng nghèo nàn như mày mà đòi bắt tay với tao à? Chúng ta là bạn mà. Là bạn? Ai là bạn với loại mày? Chắc có sự hiểu lầm ở đây rồi. Anh Thịnh đây là... Là gì? Một thằng nghèo nàn mà ai đây? Một thằng quê mùa như mày mà kiếm được con vợ xinh phết nhỉ? Cậu thôi đi. Mà này, cho tao hỏi. Ngày xưa mày học giỏi lắm mà, sao bây giờ phải đi bán bưởi để kiếm từng đồng một vậy? Tôi bán bưởi thì sao? Tôi không liên trọng ăn cắp là được rồi. Hóa ra học giỏi cũng chỉ có vậy. Nhìn tao đây này, học kém hơn mày bao nhiêu, nhưng giờ tao lại thành đạt hơn mày. Mày biết tại sao không? Tại sao? Tại vì nhất quan hệ nhì tiền tệ, thứ ba mới là trí tuệ. Mày hiểu chưa? Là sao? Ngu. Bảo sao mày không giờ mày khá lên được. Đúng là tao không học giỏi bằng mày, nhưng mà tao có tiền và tao có quan hệ, có thế thôi. Hóa ra là vậy. Thôi thì chúc mừng cậu. Chúc mừng cái mẹ gì? Mà tao nhớ không nhầm, mày lên thành phố rồi cơ mà. Sao mày lại ở đây? Tôi ở đây thì làm sao? Mà tao không hiểu làm sao mỗi lần tao nhìn thấy mày ấy, là tao lại muốn đánh. Đánh tôi? Phải. Tại vì lúc nào mày cũng tỏ ra mày học giỏi hơn tao, coi thường những người học kém như tao. Mày có nhớ chuyện ngày xưa không? Chuyện gì? Mày quên nhanh thật đấy. Vậy để tao kể lại cho mày nghe nhá. Mày làm sao đây? Tao làm sao? Đi học mà suốt ngày đàn đúm rồi đánh nhau. Tao đánh nhau bao giờ? Tao đi luyện võ chứ đánh nhau đâu. Luyện võ? Luyện võ mà bọn thằng Vương rồi chảy cả máu mồm, để mời cả phụ huynh nữa. Tại nó ngu chứ tại tao à? Ai bảo đúng lúc tao đang bực nó đi ngang qua. Mày ngang bướng vừa thôi, lần sau là tao không có bên mày nữa đâu đấy. Không bên thì thôi, cho tao cần này. Mày... Mà mày nói ít thôi, nói nhiều cho mày đứa con gái ý. Mà thôi, tao về học bài đây. Mày cũng coi về học bài đi đấy. Tao không làm, giờ học toàn ngủ, biết gì đâu mà làm. Tao không biết, mai là học bài rồi đấy. Tao không muốn xấu hổ khi làm bạn với một thằng mà học kém như mày đâu. Không làm bạn thì thôi, mày đừng cậy mày học giỏi, thích nói gì thì nói nhá. Tao không có ý đó. Tóm lại, từ giờ tao mày không còn là bạn nữa, được chưa? Cho mày đỡ xấu hổ. Tao về. Này, hóa ra chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng để bụng à? Chuyện nhỏ với mày, nhưng mà là chuyện lớn với tao. Tôi không ngờ cậu là một người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Tao nói cho mày biết này, đối với tao ấy, mày luôn luôn làm thằng nghèo nàn, có học mà như không. Mày nghe rõ chưa? Này cậu Đạt, cậu quá đáng lắm rồi đấy. Tao quá đáng thì đã làm sao? Mày đừng có đứng đây giở ba cái văn bẩn ra với tao. Này, tôi nhìn anh lâu lắm rồi đấy nhá. Anh đừng có đứng đây xúc phạm người khác như vậy. Con danh con này, tát cho một phát đầu quay những đĩa hát bây giờ. Đến bây giờ, một người con gái chân dưới tay mềm mà cậu cũng đòi đánh luôn sao? Này, mày đừng có điêu, tao chưa đánh nó đâu. Mà tao tưởng vườn bưởi của ai thì tao vào tao mua, chứ của mày ấy, thì thôi đi. Tiền đấy, tao cho ăn mày còn hơn. Chủ tịch, tại sao anh không nói cho anh ta biết anh là... Thôi, nói làm gì em. Một con người cố chấp và ngang bướng như vậy á, mình nói cũng vô ích thôi. Nhưng mà anh ta quá đáng như vậy. Thôi bỏ đi em, mình ra hái bưởi rồi mình về dự án thôi. Vâng, thưa chủ tịch. Thưa anh, chúng ta đến rồi ạ. Chúng ta vào thôi.
Lại là mày à? Cậu làm gì ở đây vậy? Mày ngu thì mày ngu nó vừa thôi. Tao làm ở đây chứ làm gì nữa. Làm ở đây? Phải. Giới thiệu với mày, tao là giám đốc công ty FM. Còn đây là công trình dự án của công ty tao. Hóa ra là vậy. Mày ngạc nhiên lắm mà. Đúng rồi, tôi có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng đúng thôi. Một thằng nghèo nàn quê mùa như mày thì làm sao hiểu được cái chức làm giám đốc. Vậy sao? Tôi khuyên cậu nên bớt cái tính coi thường người khác đi. Này, mày tuổi gì đó khuyên tao? Tuổi gì á? Cậu tuổi gì? Tôi tuổi đó đó. Vì chúng ta bằng tuổi nhau mà. Này, thằng nghèo nàn quê mùa kia, mày đừng đánh đồng tao với loại mày. Tao với mày là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm cậu càng ngày càng tệ hơn xưa. Tôi tưởng càng ngày cậu phải trưởng thành lên chứ. Trưởng thành á? Có chứ. Mày nhìn tao xem, giờ tao làm giám đốc, còn mày thì sao? Vẫn là thằng đi trồng bưởi, đến mùa thì đi thu hoạch. Thôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa. Tránh ra đây tôi đi. Đi đâu? Mày đừng nói với tao là mày vào đây xin việc nhá. Tôi đi đâu là việc của tôi. Cậu tránh ra. Không, ở đây tao là người to nhất. Tao không bao giờ nhận một loại vô tích sự như mày vào đây làm. Luôn luôn coi mình giỏi, giỏi hơn người khác. Tôi chưa bao giờ tôi nhận tôi giỏi cả. Bởi vì cuộc sống này còn nhiều điều chúng ta còn phải học hỏi. Cút. Đừng có mà đứng đây nói ba cái văn đạo lý với tao. Đừng có trách tao không để tình đâu đấy. Cậu không để tình tôi thì cậu định làm gì tôi? Làm gì à? Mày đừng thách tao. Mày làm thằng nghèo nàn quê mùa quanh năm suốt tháng với quả bưởi không được khá lên được đâu. Tôi đã xem cậu là bạn. Vậy mà cậu... Mày vứt mẹ trước bạn đi. Tao với mày không còn là bạn từ lâu rồi. Đây chính là lời cậu nói đấy nhá. Phải. Giờ tao chỉ làm bạn với những người có tiền, có quyền thôi. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mở được đà. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Lại dành con này nữa, mày im mồm vào cho tao. Không tao là gan họng mày ra bây giờ. Cậu thôi đi. Cậu đừng đi quá giới hạn của tôi. Giới hạn à? Được rồi, để tao cho mày xem giới hạn của tao là gì. Sao? Vượt quá giới hạn của mày chưa? Cậu đang làm cái gì đấy? Làm gì á? Tao đánh mày đấy. Còn bây giờ, cút ra khỏi dự án của tao. Đừng làm bẩn mắt của tao. Cậu sẽ phải hối hận. Đừng trách tôi không nể tình bạn năm xưa. Mày nghĩ mày làm gì được tao khi mày chỉ một thằng nhà quê vô tích sự, suốt ngày cắm mắt vào mấy quả bưởi. Tôi nói cho anh biết, anh Thịnh đây chính là chủ tịch của công ty FVM. Phương Anh, xem lại. Nhưng mà em không nhịn được nữa, anh ta thật là quá đáng. Chủ tịch á? Nó làm chủ tịch thì tao làm tổng thống lâu rồi. Nếu mày làm chủ tịch, cô bảo nó chứng minh cho tôi xem. Cậu muốn tôi chứng minh như thế nào? Nếu mày làm chủ tịch thật, mày đuổi việc tao đi. Được thôi, cái này là chính lời cậu nói đấy nha. Phải. Alo. Ừ. Cậu Đạt là giám đốc chi nhánh Hưng Long đúng không? Tôi yêu cầu cậu sa thải ngay giám đốc cho tôi. Tôi yêu cầu sao thì cậu làm vậy đi. Còn nếu không đấy thì tôi sa thải cậu đấy. Được rồi. Để tao xem mày làm được những gì khi mày nói không. Dạ. Alo sếp ạ. À, em nghe đây ạ. À. Sao lại thế được ạ? À? Alo. Alo. Hóa ra mày à, hóa ra cậu là. Đúng. Cậu bất ngờ lắm à. Nhưng vừa rồi chẳng phải mày. Vừa rồi tôi cũng như cậu, chỉ vào vườn bưởi để mua bưởi. Nhưng tôi không ngờ lại gặp cậu. Và cậu lại sỉ nhục tôi. Bạn này, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Bạn đừng để bụng nha bạn nhá. Sao giờ cậu trở mặt nhanh thế? Chẳng phải đây là cậu thích thức tôi? Chứ tôi không hề muốn. Tôi là đàn ông, nói được thì phải làm được. Còn bây giờ cậu ân hận thì cũng quá muộn rồi. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu. Bây giờ cậu về công ty thu dọn đồ đạc rồi nghỉ đi. Là bạn bè, tôi không hề muốn chuyện này xảy ra. Và tôi khuyên cậu đừng bao giờ coi thường người khác. Mình đi thôi.
Anh về rồi đấy ạ. Anh làm sao đấy? Anh mệt ở đâu à? Có cần em đưa đi khám không? Anh không sao đâu. Sao do trời nắng quá nên người hơi mệt thôi. Thế thì anh nghỉ một lúc đi, rồi xuống ăn cơm luôn. Mà mày ăn món gì đấy? Em nấu toàn món anh thích thôi đấy. Sao suốt ngày mày món đấy thế? Em không thay đổi đi được à? Anh nói thế là sao? Anh nghĩ em nên xem lại cách nội trợ của mình đi. Suốt ngày ăn mấy cái món đấy, nhà mình có phải dạng nghèo hèn gì đâu. Em biết là như thế, nhưng mà mình cũng phải tiết kiệm chứ, còn lo cho tương lai sau này nữa. Tiết kiệm nhưng không có nghĩa là tần tiện. Thôi, anh đi nghỉ đây. Em ăn rồi dọn đi. Ơ kìa, anh. Anh đi đâu đấy? Anh đi xem nhà bạn tí. Nay nhà nó tân gia nên mời anh sang. Anh vừa bảo mệt mà, con đi làm gì? Mệt mà vẫn phải đi. Nó mời rồi không đi không được. Thế thì anh chờ em vào thay đồ rồi đi luôn. Em đi cùng làm gì? Bạn anh em đi làm sao được? Bạn anh thì sao? Sao em lại không đi cùng được? Hay là anh có chuyện gì muốn giấu em đúng không? Thôi, làm gì có cái gì mà giấu. Em ở nhà dọn dẹp rồi ngủ đi. Mà không phải chờ cửa anh đâu. Chắc là anh Đạt sẽ vui lắm đây. Anh này, em có thai rồi. Cái gì cơ? Em có thai rồi. Em không đùa anh đấy chứ? Em nói thật mà. Em vừa mới thử xong. Chúng ta có con rồi đấy. Anh có vui không? Vui cái con khỉ. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi là mỗi lần xong em phải uống thuốc vào cơ mà. Ôi. Nhưng mà thế thì đã sao? Bây giờ mình đã có công việc ổn định rồi thì mình có con cũng là lẽ thường tình thôi mà. Hay là mình cưới đi anh. Em bị hâm à? Cưới xin gì tầm này? Công việc thì chưa ra đâu vào đâu. Bây giờ em đẻ ra húp cháu cả lũ à? Thế sao? Ngày trước anh còn bảo với em nếu có con thì mình cưới. Bây giờ anh nói như thế, ý là sao? Ý gì nữa? Bỏ đi. Sao anh có thể nói như thế được? Dù sao nó cũng là con của chúng ta. Sao anh có thể nói từ bỏ dễ dàng như thế được? Thế bây giờ em mới phải làm sao? Công việc thì chưa ra đâu vào đâu. Bây giờ em mà đẻ ra lấy gì nuôi nó? Nhưng mà dù sao nó cũng là con của chúng ta. Em sợ là em không làm được đâu. Nghe anh, bỏ đi nhá. Anh hứa phải khá ra anh sẽ bù đắp cho em. Em phải hiểu cho anh chứ. Nhưng mà em phải hiểu cho anh chứ. Công việc của anh đang thăng tiến, lại sắp được thăng chức nữa. Thôi, mai dắt em đi bỏ nhá. Nghe anh nhá. Anh đi đâu mấy ngày nay anh không về? Anh đi với ai? Anh làm gì? Tôi đi đâu bây giờ? Cũng đến lượt cô quản à? Đây là nhà tôi. Tôi thích đi đâu, tôi làm gì là việc của tôi. Kể từ ngày anh bảo tôi bỏ đứa con, anh bắt đầu thay đổi thái độ hẳn với tôi. Có phải anh bảo tôi bỏ con để anh trở mặt với tôi chứ gì? Này, cô đừng nhắc đến cái thai ấy nữa. Mà nói cho cô hiểu, chắc gì cái thai đấy là của tôi. Anh nói cái gì đấy? Tôi không ngờ anh lại có thể thốt ra câu đấy với tôi đấy. Đấy là những gì tôi nghe anh nên tôi mới làm thôi. Là do cô ngu thôi. Vài câu ngọt ngào, cô đã sẵn sàng bỏ đi đứa con của mình. Chắc
cô là trách cô là người mẹ không ra gì. Cô hiểu chưa? Không phải đấy là ý của anh hay sao? Nếu tôi không làm theo ý anh ấy thì tôi có được yên không? Về nhà là nước hết cả đầu. Tóm lại, cô muốn làm gì, cô muốn nghĩ gì là tùy cô. Này là như thế nào? Anh giải thích đi. Cô nhìn thấy mà cô không biết à? Hai mắt cô bị mù hả? Thì ra đây chính là lý do mà anh bảo tôi bỏ con đúng không? Cái gì? Con nào? Anh với cô ta có con với nhau à? Làm gì có em. Em đừng nghe cô ta nói linh tinh. Cô Phương, cô thừa biết tôi và anh Đạt là người yêu của nhau. Cô đường đường là con gái chủ tịch, tại sao cô lại cướp người yêu của tôi? Cướp á? Ai cướp người yêu của cô? Chính anh Đạt đã tự tán và tỏ tình với tôi. Đúng đấy. Cô thử nhìn lại bản thân cô xem. Cô có gì hơn Phương? Phương đấy là con gái chủ tịch. Yêu cô ấy, tôi sẽ được thăng tiến. Còn cô, cô gì xứng với tôi hả? Đúng đấy. Nếu như cô không lo cho anh ấy được một tương lai tươi sáng thì để tôi định thay cô. Hai người được lắm. Xem như hôm nay tôi đã nhìn rõ được con người của anh rồi. Hy vọng rằng sau này anh sẽ không phải hối hận. Anh hẹn tôi ra đây có việc gì? Kìa em, sao em lại làm thế với anh? Anh đi về đi. Sao anh ra như đỉa thế nhở? Nhưng mình đang vui vẻ mà em. Thì tôi chán anh rồi, tôi muốn tìm người khác. Sao lại như vậy được? Em nói, em chỉ yêu mình anh. À, còn chức giám đốc, em sẽ bảo bố em cho anh nữa. Tỉnh mộng đi, sẽ không có một chức giám đốc nào ở đây hết. Và từ ngày mai, tôi sẽ bảo bố tôi sa thải anh. Không, không thể như thế được. Cho anh biết lý do được không? Được, anh muốn biết lý do đúng không? Sao lại có những bức ảnh này? Anh còn gì để nói nữa không? Kiệt Phương, anh yêu em mà. Tại cô ta dụ dỗ anh thôi. Yêu á? Anh nói yêu tôi mà anh ngủ với cả bạn tôi à? Là thằng đàn ông, anh dám làm mà không dám nhận à? Anh người như anh ấy ra đường tôi vơ một đống. Anh còn bảo với em, nếu có con thì mình cưới. Bây giờ anh nói như thế, ý là sao? Ý gì nữa? Bỏ đi. Sao anh có thể nói như thế được? Dù sao, nó cũng là con của chúng ta. Sao anh có thể nói từ bỏ dễ dàng như thế được? Anh còn về đây làm gì? Sao anh không ở bên cô tiểu thư xinh đẹp của mình đi? Trúc, em về rồi à? Anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Anh đợi tôi? Anh đợi tôi làm gì? Trúc, anh biết anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh được không? Xin lỗi á? Chẳng phải
Chính anh năm xưa đã chỉ thẳng tay vào mặt tôi, sỉ nhục tôi hay sao? Trúc, anh biết. Anh biết anh sai với em nhiều lắm. Từ khi anh đi, anh mới hiểu ra rằng chỉ có em, chỉ có em mới yêu thương anh hết lòng. Em tha thứ cho anh được không Trúc? Anh đừng làm phiền tôi nữa. Ở đời, đừng bao giờ bỏ rơi người con gái đã yêu thương và hy sinh hết lòng vì mình. Bởi vì khi anh không trân trọng họ ấy, thì sẽ có người khác trân trọng và yêu thương họ hơn rất nhiều. Cho nên anh về đi. Chào anh. Sao nay về sớm vậy? Tôi thấy hơi mệt. Cả dịch thế này, có khi tôi cho anh em nhân viên nghỉ. Thế còn mấy hợp đồng thì sao ạ? Cho hoãn hết đi. Qua dịch rồi chúng ta tính. Cậu dừng xe lại đi. Có chuyện gì vậy anh? Tôi có chút việc, tôi cần giải quyết mà. Cậu dừng lại đi. Thế để em đưa anh đi ạ. Thôi không cần đâu. Cậu cứ đi về đi. Thế sao được ạ? Tôi không sao mà. Lát tôi tự đi bộ về cũng được. Vâng ạ. Thịnh, anh Thịnh đấy không? Anh là ai vậy? Anh là Đạt, con Bố Lâm ở cuối làng đây. Em không nhận ra anh sao? Con Bố Lâm... À anh Đạt, lúc nhỏ em hay qua nhà anh chơi đúng không? Đúng rồi, là anh đây. Mà sao em lại ngồi đây với bộ dạng thế này? Bọn họ, từ khi bố mẹ em mất thì anh em họ hàng đuổi em ra khỏi nhà. Bố mẹ em đâu? Hai bác khỏe chứ? Dạ, từ khi bố mẹ em mất thì anh em họ hàng xông vào chiếm đất đai rồi đuổi em ra khỏi nhà, bắt em đi xin như thế này nè anh. Sao lại có thể như vậy được chứ? Họ làm như vậy thật không có tên người mà. Dạ, đã mấy ngày nay em không được ăn gì rồi anh. Thôi em đứng dậy đi. Giờ anh đưa em đi ăn rồi mua vài bộ quần áo nhá. Dạ, vậy sao được anh, em không chấp nhận đâu. Mà giờ mất nhà rồi, em ở đâu? Dạ, em ở nhà hoang chỗ kia kìa anh. Sao lại có thể ở chỗ đấy được chứ? À, hay em về nhà anh ở đi. Anh ở có một mình thôi. Phải có được không anh? Có gì đâu mà không được. Thêm người thêm vui mà. Thôi, về nhà anh ở nhá. Dạ, anh cảm ơn anh ạ. Thôi, mình đi nào. Dạ. Thịnh. Anh. Sao rồi? Công việc làm mắt tốt cho em. Dạ, cũng hơi hơi rồi anh ạ. Cố gắng nhá. Anh thấy chú rất nhanh nhẹn, nên cố gắng thì sẽ thành tài thôi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À, anh ơi, xíu em ra mua giúp đồ cá nhân nha anh. Em cần gì, sao bảo trợ lý của anh đi mua cho. Mà còn tiền không? Dạ anh... thôi anh ạ. Em cũng còn tiền, với lại em muốn tự đi mình. Ừ, thì thôi, em đi đi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cố giờ này ăn được phết đấy. Cuối cùng đã mua được cái lược rồi. Ô. Ai đây? Chả phải họ hàng nhà mình đây sao? Họ hàng nhà mình à? Họ hàng gì cái loại này? Bố mẹ nó mà chết ấy thì cũng hết họ rồi. Mà này, đi đâu đây? Mà nhìn hôm nay ăn mặc sạch sẽ phết nhỉ? À, chắc là kiếm được cái máy bay bà già nào nó bao đúng không? Này, hai người nói chuyện cái đàng hoàng nha. Cướp giật của cải người khác là đi tù một gông đó. Cái thằng danh này, mày nói cái gì đấy? Tôi nói không đúng à. Hai người đừng tưởng cướp được nhà của tôi rồi đẩy tôi ra ngoài đường cho tôi thành ăn xin là xong chuyện à. Chờ đấy, hai người sẽ nhận hậu quả thôi. Này, thằng kia, mày đang nói cái gì đấy? Mày ăn nói với tao với chị mày như thế à? Được rồi, đã thế hôm nay tao cho mày một trận. May cho mày nhá, hôm nay là mát trời. Nếu mà nóng lên tí nữa ấy thì mày không có nhìn thấy mặt trời nữa đâu nhá. Thôi đi đi, người khác nhìn thấy rách việc rồi đấy. Mà này,
loại nghèo hèn như mày thì về nhà lo bám váy cái máy bay kia đi, không ấy là không có tiền chu cấp nữa đâu nhá. Đi thôi. Anh Đạt. Thầy, em đi mua đồ gì mà người gọi thế này? Dạ, em vừa gặp lại bọn họ. Ai cơ? Thì người đánh em rồi đuổi em ra khỏi nhà đấy anh. Bọn họ làm gì em? Dạ, họ sỉ nhục, lăng mạ, còn đánh em nữa. Có đang cho người giải quyết hộ không? Dạ thôi anh ạ, em muốn tự em giải quyết. Em muốn đòi lại được những gì thuộc về em. Thôi được rồi, tùy em. Nhưng mà cần gì thì bảo anh nhá. Dạ vâng ạ, em vào nhà trước. Vào đi. Bây giờ chỉ có lão Đạn mới cứu được vợ chồng mình thôi. Bây giờ lão mà không đầu tư vào, chỉ có nước ở bán nhà. Thế bây giờ phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa, bây giờ phải ăn nói khéo chứ làm sao nữa. Thôi được rồi, cũng chỉ vì anh không tập trung làm ăn tử tế mà bây giờ phải đi lại lục người ta như thế này đấy. Biết rồi, lo cho xong việc đi đã. Thôi, gọi cửa đi. Thì gọi đi. Có người kìa, sao đây? Hai người đến đây làm gì? Lại là mày à? Mà tao đến đây có việc của tao, liên quan gì đến mày? Phải báo cáo mày à? Đúng rồi đấy, thằng danh con này, tránh ra chỗ khác cho bọn tao còn bàn chuyện lớn. Này. Ở đây có chuyện gì vậy? Dạ, em chào anh ạ. Em tự giới thiệu, em là giám đốc của công ty Vivu ạ. Chào cô cậu. Hôm nay ngày nghỉ, có chuyện gì mà hai cô cậu đến tận đây vậy? Dạ, thưa anh, như anh cũng biết rồi đấy, công ty em đang rất cần anh đầu tư vào công ty ạ. Nếu không thì bọn em phá sản mất ạ. Mong anh giúp bọn em ạ. Theo em được biết, công ty Vivu đang gặp vấn đề về tài chính và đang trên đà phá sản. Chẳng qua là họ muốn các nhà đầu tư tiền vào và ôm tiền cao chạy xa bay thôi anh. Này, cái thằng kia, không phải việc của mày nhá. Mày có muốn, mày giống mẹ mày không hả? Này, hai người đừng có quá đáng quá nha. Quá ra đây chính là người họ hàng tàn nhẫn đã đuổi em ra khỏi nhà rồi chiếm đoạt tài sản à? Dạ, đúng rồi đấy anh. Anh đừng có dạy mà đầu tư tiền vào công ty của họ. Không chừng sau này họ lại quay lại cắn anh đấy. Này cái thằng kia, mày muốn phá chuyện làm ăn của tao đấy à? Một cái thằng ô xin như mày thì biết chuyện gì mà nói hả? Cái gì cơ? Ô xin á? Tôi nói cho cô cậu biết, thằng đây là em trai tôi đấy. Cái gì cơ? Sao lại là em trai ạ? Có nhầm lẫn gì đâu anh? Đúng vậy, mấy tháng trước tôi thấy Thịnh ngồi co ro ở vỉa hè nên tôi đã đưa Thịnh về đây và đưa Thịnh vào công ty để làm. Thịnh, chuyện gia đình của em anh không xen vào, em lớn rồi, em tự biết mình phải làm gì, tự giải quyết đi nhá. Nhưng mà em trai là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu. Đúng vậy, giờ mọi ký kết hợp đồng của các công ty tôi giao cho Thịnh làm rồi. Thịnh này, thế thì tốt quá, em giúp anh chị lần này nhá. Sao anh đổi thái độ nhanh quá nhỉ? Anh nghĩ tôi sẽ ngu mà giúp đỡ công ty anh sao? Ơ kìa Thịnh, sao em nói như vậy? Dù gì em với anh cũng là họ hàng với nhau mà. Họ hàng á? Anh quên đi cái giây phút mà anh hiên ngang vào nhà tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà, biến tôi thành kẻ ăn xin. Mà bây giờ anh còn nhắc đến hai từ họ hàng á. Chú bỏ qua cho anh được không? Anh thành thật xin lỗi mà. À, anh sẽ trả lại căn nhà cho chú được không? Anh chị nghĩ anh chị trả lại căn nhà cho tôi là xong á. Từ bây giờ tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Mày lấy quyền gì cơ chứ? Quyền là em trai chủ tịch công ty Destino. Vậy đã được chưa? Không những hợp đồng lần này không được ký kết mà hai người còn chuẩn bị hầu tòa đi. Là sao? Anh nói thế là có ý gì?
tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng về tội chiếm đoạt tài sản của hai người rồi. Hai người nghĩ, hai người làm gì, trời đất không biết à? Dạ, thưa anh, bọn em biết bọn em sai rồi ạ. Mong anh bỏ qua cho em. À, anh có thể không ký hợp đồng cũng được, nhưng mà xin anh đừng báo công an ạ. Em xin anh đấy ạ. Các người làm gì? Các người có nghĩ đến hậu quả không? Tôi nói cho hai người biết, ở đời có vay thì có trả. Các người nghĩ, các người làm gì? Trời đất không biết à? Còn giờ cô cậu về đi, chuẩn bị hầu tòa đi. Còn nữa, vào tù, hai người xây dựng lại nhân cách đi. Thế em nói giúp anh chị được không? Dù gì anh với em cũng là chung một dòng máu mà. Thôi, hai người về đi. Đây coi như là cái giá mà hai người phải trả về những việc hai người đã làm đấy. Còn đứng đấy à? Đi về! Chuyện qua rồi, cố gắng lên em nhá. Dạ, em cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Mình về nhà thôi. Dạ. Đi nào. Hết tháng này á, anh lấy lương, xong anh dẫn em đi Đà Lạt chơi nhé. Kìa, lên đi kìa. Xin lỗi anh có làm sao không ạ? Anh ơi, anh gì ơi? Hả? Anh có làm sao không ạ? Tôi không sao. Dạ, tôi xin lỗi anh ạ. Anh xin lỗi anh, mình đi thôi. Xin lỗi anh. Anh này, anh tính ở nhà thuê đến khi nào nữa? Anh xin lỗi, anh đã để em chịu khổ cùng anh. Anh hứa, anh sẽ lo cho em tất cả. Anh lúc nào cũng hứa, vậy em còn chờ đến khi nào nữa đây? Cái gì cũng phải từ từ cho em. Anh vẫn đang cố gắng từng ngày lo cho em mà. Từ từ, lúc nào cũng từ từ. Em thì có thể chờ anh được, nhưng mà con của chúng ta ấy, thì nó không thể chờ anh được đâu. Em nói sao? Em có thai rồi á? À, đấy là em chỉ ví dụ thôi. Trúc này, em không được nói dối anh đâu nha. Em biết rồi. Mà thôi, em hơi mệt, em vào trong nhà nghỉ tí đây. Em bị làm sao á? Em mệt lắm không? Chỉ hơi mệt một chút thôi, nghỉ một lát là khỏe ngay mà. Được rồi, em vào nhà nghỉ đi, còn để cơm anh nấu cho. Vâng. Cô sao không ạ? Tôi không sao. Mà trông anh quen quen. À, tôi nhớ ra rồi. Anh chính là người hôm qua bọn tôi vừa va phải đúng không? À, là cô sao? Nhà cô gần đây à? Nhà tôi ở đằng kia cơ. Vậy à, hay cô rảnh không? Tôi mời cô vào nhà tôi chơi. Nhà tôi cũng gần đây thôi. Thôi để hôm khác nhá, hôm nay tôi có việc bận rồi. Thôi, thế cũng được. À, hai cô cho tôi xin số điện thoại đi, hoặc cô rảnh, tôi mời cô cà phê. Cũng được. Em nhắn tin với ai? Em cứ hỏi mày Trúc. Em nhắn tin với bạn em thôi mà. Bạn à? Đưa lên xem coi. Ok. Em đưa lên xem coi. Bạn à? Bạn mà nhắn tin yêu thương như thế này à? Tôi nhắn tin với ai thì kệ tôi. Anh nhìn lại bản thân anh đi. Anh đã lo cho tôi được cái gì? Vậy à? Có từng ngày đi làm vất vả là vì ai? Vì ai á? Anh nghĩ mà xem. Anh đi làm vất vả à? Vậy tiền của anh đâu? Tiền đâu? Em thay đổi thật rồi. Em không phải là Trúc của ngày xưa anh quen nữa. Này, cầm lấy điện thoại rồi cút khỏi nhà tôi đi. Đi. Được lắm. Anh dám đuổi tôi chứ gì? Để tôi xem
Anh có hối hận không? Trúc, em làm sao vậy? Thằng kia làm gì em à? Hắn ta biết chuyện nên là đuổi em rồi. Biết chuyện là sao? Anh không hiểu. Thì hắn ta thấy tin nhắn của em với anh đấy. Sao nó đánh em à? Được rồi, để anh cho nó một trận. Thôi, anh đánh nó làm gì cho bẩn tay ra. Ờ nhỉ, có lại khố rách áo ôm thế. Anh đánh làm gì? Thôi, lên nhà với anh nhá. Ủa, Trúc, giờ này em khỏe chứ? Tôi khỏe không? Liên quan gì đến anh? Em nói vậy là ý gì? Mà có bộ mới 1 tháng mà nhìn em sành điệu ra hẳn ha. Tất nhiên rồi, xa anh cuộc sống của tôi sung sướng hơn hẳn. Muốn gì được nấy, chứ đâu như anh vẫn chỉ là một thằng làm thuê. Em yêu anh. Sao, anh thấy người yêu tôi chưa? Cũng là chồng sắp cưới của tôi. Anh nhìn anh ấy xem, chứ đâu có như anh. Đúng là thằng khô rách áo ôm. Khô hồn thì cút ra khỏi chỗ khác, đừng để bẩn mắt tao ra. Hóa ra cô bỏ tôi cũng chỉ vì tiền. Đúng rồi đấy, như thế thì đã sao? Anh không lo được cho tôi thì tôi phải tìm được một người khác lo cho tôi được một cuộc sống đàng hoàng hơn anh rồi. Thì ra những gì tôi biết đều là sự thật. Sự thật gì? Sự thật á, thì cô bất chấp tất cả, lên giường với tất cả mọi loại đàn ông khi anh ta cho cô tiền. Anh dám nói tôi như thế à? Anh, sao anh để hắn ta nói em như thế? Cậu ta nói đúng mà, nó sai gì đâu. Là sao? Em không hiểu. Tôi nói cho cô biết, tôi và Thịnh đây là bạn thân. Tất cả mọi chuyện này là tôi và Thịnh dàn dựng ra để xem cô như thế nào thôi. Không, anh đổ em đúng không? Cô ngu hay cô giả vờ ngu vậy? Thịnh, kể cô ta nghe đi. Chuyện là... Sao đấy? Có gì nói tao nghe xem nào. Tao chán cái cảnh này lắm rồi. Tao không muốn Trúc khổ nữa. Do mày chứ do ai? Làm chủ không thích, lại thích cuộc sống nghèo hèn để tìm người yêu cơ. Tao muốn cưới Trúc. Trúc là một người tốt. Mày đùa em mày thật đấy? Thật đấy. Chắc chưa? Chắc. Tao không tin. Tao nghe nhiều người nói về con bé này lắm. Người ta nói gì? Thì đào mỏ này, thích cuộc sống sang chảnh, còn nhiều lắm, kể không hết được. Mày nói sao đấy chứ? Tao không tin. Mày mới quen nó nửa năm thôi đấy. Nếu không tin thì thử đi. Thử như thế nào? Được không? Làm đi. Ok, làm thì làm. Các người lừa tôi. Ai lừa cô? Hay chính cô đang lừa dối thằng bạn thân tôi? Tôi thật sự rất thất vọng về cô. Tôi không ngờ cô lại là một người đê tiện đến như vậy. Này, tôi cho cô biết, ở cuộc đời này không ai cho không ai cái gì đâu. Muốn có cuộc sống hạnh phúc thì phải làm thì mới có ăn. Anh Thịnh, em sai rồi. Em biết em sai rồi. Em sẽ sửa sai mà. Em sẽ không như thế nữa đâu. Sửa sai á? Cô mơ à? Nhưng mà em có thai với anh rồi. Cái thai á? Cô nghĩ tôi nghèo, rồi cô đi phá cái thai rồi. Cô tưởng tôi không biết hả? May tôi chưa ngủ với cô. Không, cô bảo cái thai đấy là của tôi nào. Em... Cô có muốn biết tại sao tôi biết không? Cô muốn biết á, tôi càng không muốn cho cô biết. Đã là con gái á, thì đừng bao giờ đánh mất cái liêm sỉ của người phụ nữ. Đừng vì đồng tiền mà đánh mất đi cái nhân phẩm, nhân cách của mình. Nói ít thôi. Đi. Đi. Anh. Chồng đi làm đấy à? Hôm nay mà đặt cọc được căn hộ ấy, là anh phải đặt cọc luôn nhá.
để còn sang tên cho em nữa. Thật ra ấy, thì em cũng chỉ muốn giữ làm của riêng cho con mình sau này thôi. Anh nhớ đâu mà vợ. À, lát em gọi Thảo dậy ăn sáng luôn nhé. Cô giúp việc cô nghỉ đột xuất quá. Em ráng chăm sóc cho Thảo vài hôm, rồi anh tìm người khác. Còn chuyện du lịch á, thì anh sẽ lùi vài hôm. Lần sau anh sẽ bầu cho em nhé. Anh yên tâm đi, em gái của anh cũng là em gái em mà. Anh cứ yên tâm đi làm đi nhá. Thôi, anh đi đi. Dậy rồi, còn không vào món sáng đi, ngồi đấy làm gì nữa? Chờ tao hầu đến tận miệng à? Của nợ. Về đây làm vợ chủ tịch hay làm ô xin không biết nữa. Người thì chẳng ra người, suốt ngày phải người hầu kẻ hạ. Đã thế lại còn lù lù nữa chứ, nhìn như oan hồn, chết khiếp này được. Sao đấy, từ ngày em lấy chồng, quên em luôn rồi đấy à? Giờ người ta đã là vợ chủ tịch cao sang quyền quý rồi, anh sao dám làm phiền chứ? Cao sang cái nỗi gì, em đang bị hắn ta nhốt ở nhà với cái con vừa què vừa câm đây này. Thế giờ đi cà phê không em? Anh đang ngồi quán cũ đây này. Anh qua với em đi. Ok baby. Còn ngồi lù lù ra đấy à? Không mau dọn dẹp đi, ai mà hầu mãi được. Đúng là cái đồ vô dụng vô tích sự mà, càng nhìn càng sôi cả máu lên. Đến sớm thế. Người đẹp đã gọi thì anh phải đi nhanh chứ. Mà này, hôm nay chồng em đi công tác hay sao mà dám gọi anh đến tận nhà thế này? Không sợ chồng em lắp camera theo dõi hay quên chồng em mất lẻo à? Anh quên rồi à? Bây giờ ấy, em đã là bà chủ của cái nhà này rồi, việc lắp đặt hay mua bán cái gì ấy đều phải thông qua em. Còn cái con câm kia, cứ bếp xếp đi rồi liệu hồn với tao đấy. Em gái chủ tịch đấy à? Khá quá nhỉ. Làm gì mà nóng thế em? Cho em càng nóng lại càng xinh đấy. À! Con điên này, mày dám cắn tao à? Con điên này, mày muốn chết đấy à? Cút vào trong nhà cho tao. À, anh ra đây đi, anh có sao không? Mới sáng ra, bực hết cả mình. Thôi, lát nữa em bù cho, nhá. Ai bảo em, ngày xưa phụ bạc anh, đi theo người ta làm gì? Ở với anh, anh cưng chiều thì không thích cơ. Bây giờ lại đi cung phụng nó. Anh cũng phải thông cảm cho em chứ. Mà em bảo này, hôm nay hắn ta đi đặt cọc căn hộ mới cho em đấy. Em chỉ cần ngoan ngoãn như con thỏ trong lòng của hắn ta thôi ấy, thì muốn cái gì mà chẳng được. Anh đừng có giận em, nhá. Yêu em, anh thiệt thòi vậy đấy. Nào. Kìa em. Ơ kìa, con điên kìa. Tao bảo mày cút vào trong nhà cơ mà, còn ngồi đấy làm gì? Mày còn thích nhìn nữa à? Tao móc cho mù mắt sao bây giờ? Thôi em, anh có việc rồi, anh đi về đây. Hôm khác mà gặp nhau nhá. Cái đồ ăn hại, vô tích sự này nữa. Nếu không phải anh trai mày là chủ tịch SVM ấy, thì tao cũng không bước chân vào cái nhà này đâu. Chuyện ngày hôm nay ấy, là tao cảnh cáo nghe chưa. Còn một hôm nữa ấy, đừng có trách bà mày ác. Lo liệu mà ngậm cái miệng vào, lộ chuyện này ra ấy, mày không xong với tao đâu.
làm về rồi á? À? Để em cất cặp cho. Thảo đâu rồi em? Đang trong phòng đấy anh. Lấy vợ rồi mà lúc nào cũng thảo. Ê, làm sao vậy Thảo? Anh thấy Thảo cũng được vui. Ở nhà có chuyện gì không em? Anh nói cứ như em bắt nạt em gái anh ấy nhở. Chắc là làm mất con mèo nên là buồn đấy mà. Anh không có chuyện mà mai cho Thảo mèo mới đi. Nó suốt ngày trong phòng á, có mỗi con mèo bầu bạn với nó à. Anh lúc nào cũng Thảo. Anh không nghĩ đến em à? Em đang phải tìm người giúp việc cho nhà mình đấy này. Em cũng không muốn ở nhà ăn bám anh mãi đâu. Thôi nào, anh không thương em thì thương ai? Với lại anh chỉ có một mình Thảo là đứa em gái à. Anh biết em cũng thương. Tại sao lại giọng vu vơ như vậy? À, cọc con hổ cho em rồi đấy. Thật đấy ạ? À? Chồng em đúng là tuyệt nhất mà. Nhìn thôi là thấy ngứa mắt rồi. Cái con kia, mày không thấy trời nóng à? Mày không biết đi lấy cho tao cung nước à? Đồ ăn hại, vào lấy cho tao cung nước đi. Cái con danh này, mày muốn tao ốm chết đấy à? Cốc nước lạnh ngắt như thế này, ai mà uống được? Con danh này, mày có thấy lạnh không? Hả? Cái đồ ăn hại, vô tích sự, chân thì què, mồm thì câm. Cảm nhận cũng có vấn đề luôn à? Không biết mày có cái gì mà lão Tịnh cứ giữ mày khư khư như kho báu ấy nhở? À, hôm nay còn định dám bật cả tao cơ à? Tao xem, mày dám làm gì nào? Con danh này. Anh về đúng lúc lắm. Hôm nay Thảo làm sao ấy? Khó ở. Em đã lấy cho cốc nước để uống rồi. Không uống lại còn hắt ướt hết cả người em đây này. Đúng là Thảo hắt nước vào người em không? Không còn ấy thì ai nữa. Anh về anh cũng thấy hết rồi còn gì. Mấy hôm nay á, anh thấy Thảo cứ buồn bã mà anh không rõ nguyên nhân. Hôm nay anh đi làm quay tài liệu nên quay về anh lấy thì thấy được cái cảnh này. Anh nói thế là sao? Em đã chấp nhận hy sinh cho anh như thế, vậy mà bây giờ anh còn nghi ngờ em à? Có phải cô, chính cô đặt điều nói xấu tôi với anh Thịnh đúng không? Sao cô lại ác như thế? Uổng công tôi xem cô là em gái. Thôi đi, cô còn diễn đường nữa à? Cô nghe đi. Con danh này, mày có thấy lạnh không? Hả? Cái đồ ăn hại, vô tích sự, chân thì què, mồm thì câm. Cảm nhận cũng có vấn đề luôn à? Nghe thế đủ rồi. Thảo không nói gì với tôi cả. Mà chính tôi là nghi ngờ cô đấy. Anh à, không phải đâu, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, không phải như anh nghĩ đâu. Thôi. Thảo à, em nói đi, em nói với anh Thịnh đi, chị luôn đối xử tốt với em mà, đúng không? Cô thôi đi. Đến bây giờ mà cô vẫn cho mình tốt hả? Thảo nó bị tật nguyền thì sao? Nó cũng là một con người mà. Nó có làm hại gì cô không? Nó bị như vậy á, là quá đau khổ rồi. Vậy mà cô còn mắng chửi, hành hạ nó nữa. Tôi thật có lỗi khi mang Thảo về đây mà. Anh à, em biết là em sai mà. Nhưng mà anh có thể tha thứ thêm lần này được không? Em sẽ không bao giờ như thế đâu. Thảo, Thảo đã để hy sinh cho tôi rất nhiều. Cô biết vì sao không? Ngày mai á, chỉ còn 3 đại lý nữa thôi là hết được kiểm tra lần này. Sếp nói hết được kiểm tra lần này đó sẽ thăng chức cho anh đấy. Chúc mừng anh nhá, em cũng sắp được tăng lương rồi. Mà khi nào anh được thăng chức nhớ phải khai một bữa đấy. Con bé này, cãi anh á thì lúc nào cũng nhanh á, mà lúc nào cũng đòi hỏi hết á. Mà thôi, em về nhà trước đi, anh đi có công việc đó. Alo. Anh nhớ về sớm đấy.
tai nạn năm ấy đã lấy đi giọng nói của nó và khiến cho nó bị liệt cả hai chân. Thảo nó đã hy sinh cho tôi rất nhiều, cô có biết không? Cô và tôi đó được may mắn sinh ra là một người lành lặn, được hưởng cuộc sống trọn vẹn. Cô thử nghĩ xem, cô mà bị liệt như nó thì làm sao? Anh à, em xin lỗi. Thật ra bây giờ em mới biết được chuyện này. Tại sao? Tại sao cô không biết đồng cảm với người ta hả? Một người khuyết tật thì làm sao? Họ cũng là con người mà. Họ có quyền được sống, được yêu thương và được cống hiến cho người khác. Yêu thương người khác cũng là giúp đỡ bản thân mình đấy. Cô đã sai lầm khi khinh thường họ. Họ tốt hơn những gì cô nghĩ đấy. Anh à, em biết chuyện này anh khó có thể tha thứ cho em, nhưng mà nể tình nghĩa vợ chồng, với cả chúng ta còn rất nhiều dự định, còn những đứa con nữa, anh có thể tha thứ cho em được không? Cứ thôi đi. Trên đời này á, không ai hoàn hảo cả. Giữa tôi và cô không thể tiếp tục yêu thương nữa rồi, và chúng ta không có đứa con nào cả. Em biết bây giờ anh không thể tha thứ cho em, nhưng mà chỉ còn một nguyện vọng cuối cùng. Anh có thể cho em xin lỗi Thảo được không? Cô thôi đi. Cô hãy để cho nó yên. Cô đừng làm có lỗi. Cô đi xin lỗi nó. Từ bây giờ tôi không cần cô chăm sóc cho nó nữa đâu. Tôi tự lo cho nó được. Còn bây giờ cô hãy đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xa của cô nữa. Thảo, anh xin lỗi. Từ nay chính anh sẽ là người chăm sóc cho em. Đúng là thành phố có khác, khác hẳn ở quê mình. Đẹp thật đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Cẩn thận. Cô ơi, cô không sao chứ? Cái anh này, anh còn hỏi được nữa à? Đi đường thì không để ý gì cả, suýt là tìm mất mạng rồi đấy. Tôi xin lỗi, tôi máy nghe điện thoại quá. Cô không bị đau ở đâu chứ? Cũng may là tôi không sao, chỉ bị sưng nhẹ một chút thôi. Còn anh? Tôi không sao, cảm ơn cô nhiều nhé. Không có gì, lần sau anh cẩn thận hơn là được. Tôi nói chuyện này, anh đừng cười tôi nhé. Có gì thì cô nói đi. Chiếc xe vừa nãy, tôi nghĩ không phải là vô tình, mà là cố ý đâm vào anh đấy. Người đi xe thì bịt mặt, còn biển số xe thì che kín. Sự việc xảy ra đột ngột quá, tôi chưa kịp phản ứng. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn về việc này. Như vậy là được rồi. Ôi chết, cô hết đồ của tôi rồi. Mà hình như cô không phải người ở đây phải không? Vâng, chẳng giấu gì anh, tôi từ quê lên thành phố xin việc. Tôi có đem ít đồ ở quê lên để đỡ phải mua ấy mà. Thế cô đã xin vào công ty nào chưa? Tôi cũng nộp hồ sơ một vài nơi rồi. Vừa hay công ty tôi đang tuyển nhân sự, hay là cô qua coi thử đi. Mà, tôi cảm ơn anh nhé, nhưng mà tôi nộp hồ sơ ở một vài nơi rồi. Hôm nay là tôi phỏng vấn đấy. Thôi chết, muộn giờ phỏng vấn của tôi rồi. Tôi đi trước nhá, chào anh. Cô gì ơi, cô gì ơi. Sao rồi, gì mà lâu thế? Tự nhiên sao lại đứng đây, lâu hết chuyện bây giờ. Kệ đi, đằng nào cũng thế rồi. Nhưng sao, thành công rồi chứ ạ? Anh đang bực mình đây. Nếu không có người cản đó, là ok hết rồi đấy. Sao? Sao lại có người cản là thế nào? Thì anh đang định phi tới, có con bé nào lao ra nó cản, hỏng hết cả chuyện. Liệu có phải nó nghi ngờ rồi không? Không phải đâu, anh nghĩ chỉ là ngẫu nhiên thôi. Mà anh thề đó, anh mà tìm được con bé đó, anh sẽ xử đẹp nó luôn. Biết ai mà tìm bây giờ. Học việc rồi, phải tính phương án khác thôi.
Chào hai người. Dạ, chào chủ tịch. Em chào chủ tịch ạ. Có vấn đề gì mà đứng ở đây vậy? Dạ, em với Huyền đang bàn về chuyện với công ty Đại Gia. Dự án đó có vấn đề gì sao? Dạ không ạ. Chỉ là có một chút số liệu, em sửa lại là được ạ. Được rồi, hai người cố gắng nhé. Dạ. Dạ vâng ạ. Tôi vào trước đi. Anh chị ơi, cho em hỏi với ạ. Cô muốn hỏi gì? Anh chị cho em hỏi, đây có phải công ty SVM không ạ? Đúng rồi, có việc gì không? Này cô gái, cô tới đây xin việc phải không? Lại gặp anh ở đây rồi, anh cũng làm việc ở công ty này ạ. Đúng rồi, tôi còn đang không biết cảm ơn cô như thế nào đấy. Với Huệ cái gì chứ? Mà này, anh làm việc ở công ty này là làm ở bộ phận nào? Công việc có vất vả lắm không? Này này, cô hỏi thật hay giả vờ vu thế? Đây là chủ tịch của công ty chúng tôi đấy. Anh là chủ tịch của công ty này ấy ạ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao, cô Huyền này, cô ấy là bạn của tôi. Một chút nữa, cô đến phòng nhân sự sắp xếp cho cô ấy một vị trí hợp lý nhé. Dạ vâng ạ. Như thế là tôi được nhận rồi đúng không ạ? Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ làm việc thật tốt. Đúng vậy, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi tham quan tất cả các phòng ban trong công ty. Dạ, thưa chủ tịch, việc này cứ để em làm được rồi ạ. Không cần đâu, tôi sẽ đích thân dẫn cô ấy đi. Mình đi. Dạ vâng ạ. Này, anh làm cái gì mà nhìn người ta như ăn tươi nước sống thế à? Anh đừng có quên là em đang đứng ở đây đấy nhá. Đúng là trời giúp ta rồi. Giúp bây giờ cái gì? Đừng có đánh trống lảng. Anh không nghe em vừa hỏi gì à? Em đúng là cái suy nghĩ lung tung không à? Em có để ý con bé lúc nãy không? Em có biết nó là ai không? Hay. Làm sao em biết được con bé cha quê đấy chứ? Nó là con bé mà lao ra cản vụ anh Tông Thần Vương đấy. Là nó sao? Em bé bé cứ một này thôi, lộ hết mọi chuyện bây giờ. Là nó thật sao? Anh chắc chưa? Chắc chứ sao không chắc. Trời giúp chúng ta rồi. Thế giờ anh định làm gì đó? Nếu đúng là con bé kỳ này thì em nghĩ thằng Phương sẽ sắp xếp cho nó ổn thỏa thôi. Thì ta sẽ tìm cách cho nó rời khỏi công ty trong sự nhục nhã và tai tiếng. Anh định giở trò ăn cắp tài liệu rồi đổ oan cho nó à? Em nghĩ như vậy thì đơn giản quá. Thế em có cách gì hay, em chỉ cho anh đi. Không được. Tại sao lại như thế được? Em nghĩ sao? Anh lại đi yêu nó. Một người lịch sự đẹp trai như anh mà đi kèm một con nhà quê như đó, nhục mặt anh lắm. Anh hâm à? Chỉ là giả vờ tiếp cận cho nó sự tin tưởng và mơ mộng, chứ ai bắt anh yêu đó đâu mà lo. Nhưng như vậy có ổn không? Tin em đi, ổn. Từ trước đến giờ mình không công khai mối quan hệ nên làm gì có ai biết đâu. Nhưng mà anh thấy nó cứ sao sao ấy. Sao cái gì mà sao? Mình làm như vậy không để con bé và thằng Vương nghi ngờ gì, hiểu không? Thôi được rồi, nhưng mà em ấy đừng có gan linh tinh đấy nha. Rồi, thôi quyết định như vậy đi. Em đi vào trong đây, không lộ hết mọi chuyện bây giờ. Em đi trước đi. Dự án nhân giống cây trồng tại thôn Hương Long, giờ mình phải sống đó một mình hay sao? Chào cô gái, sao lại đứng ngay người ra thế? Em chào giám đốc ạ. Đây là một dự án lớn, cô mới vào mà được giao nhiệm vụ lớn như thế này, tôi nghĩ chủ tịch coi trọng cô lắm đây. Dự án lớn sao ạ? Nhưng mà em sợ em mới vào, chưa đủ kinh nghiệm, chưa quen công việc, em sợ em không làm được ạ. Ở công ty này đó, không bao giờ được nói từ sợ, mà hãy nói tôi làm được, cô hiểu chứ? Dạ. Em... Mà cô mới vào, chắc chưa quen việc. Mà cũng hay tôi tiện đường xuống dưới, nếu cô không ngại đó, thì cô đi cùng tôi. Thật hay sao ạ? Như thế thì tốt quá, em rất mong được giám đốc giúp đỡ ạ. Được rồi, chỉ cần cô mở lời á thì tôi không bao giờ từ chối. Được rồi, ta đi thôi. Vào đi. Em chào giám đốc ạ.
không ạ? Chẳng lẽ có việc gì anh mới được gọi em à? Dạ em không có ý đó. Chỉ là em đang làm báo cáo, chiều nay là phải hoàn thành rồi ạ. Sao mà căng thẳng thế? Anh đùa thôi. Sao rồi? Đi làm cũng được một thời gian rồi, mọi việc đều ổn chứ? Dạ thưa giám đốc, em đã quen với công việc ạ, nhưng vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều lắm ạ. Tốt lắm. Em học việc rất là nhanh. Có những người học trường này, trường kia mà ra cũng mất vài tháng mới được như em đấy. Dạ em cảm ơn giám đốc nhiều ạ. Giám đốc quá khen. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của giám đốc cho nên em mới được như ngày hôm nay đấy ạ. Gì mà cảm ơn hoài vậy? Em không thấy em nói như vậy khi chúng ta xa lạ hơn hay sao? Giám đốc nói vậy là sao? Em không hiểu ạ. Trúc này, chẳng lẽ bao nhiêu lâu nay em không nhận ra tình cảm anh dành cho em hay sao? Hay là em đang chơi trò mèo vờn chuột của anh vậy? Giám đốc, em... Trúc này, anh biết là hai chúng ta quen nhau cũng chưa được bao lâu, nhưng mà anh tin vào giác quan của anh tin vào con tim của anh yêu em. Em làm người yêu anh nhé. Nhưng mà em chỉ là một cô gái quê mùa lên thành phố, không có gì đặc sắc cả, làm sao mà xứng đáng với giám đốc được ạ? Em đừng suy nghĩ như vậy. Anh yêu em cũng chính là yêu cái nét mộc mạc của em đấy. Em đồng ý làm người yêu anh nhé. Vậy là em đồng ý làm người yêu anh rồi nha. Cảm ơn nha. Dạ em xin lỗi giám đốc, tại cửa không khóa nên... Không khóa đó thì phép lịch sự tối thiểu nhất khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa chứ. Điều đó mà cô không biết à? Dạ là do em vô ý. Em xin lỗi giám đốc ạ. Thế tìm tôi có việc gì? Em chỉ muốn nhắc lịch chiều nay 3 giờ anh có hẹn với đại diện phía công ty Đa Gia. Được rồi, tôi biết rồi. Lần sau những việc như thế đó thì chỉ cần nhắn tôi một tin nhắn bằng điện thoại là được rồi. Dạ vâng ạ. Được rồi, cô ra ngoài đi, tôi có việc cần bạn với Trúc. Dạ vâng, em xin phép ạ. Trúc này, nào lại gần đây cho anh càng thêm chút nữa chứ. Thôi em ra ngoài làm việc đây. Không đã. Anh gọi em có việc gì? Lại đây anh bảo rồi. Có việc gì thì anh cứ nói đi, em nghe được. Lại có người dặn anh chuyện hôm trước đấy à? Em nào dám giận dỗi gì giám đốc. Em còn chưa xin lỗi vì đã làm phiền anh với bạn gái anh cơ mà. Đấy, đấy là giận thật rồi đấy. Kìa, trong mặt em kìa, lúc giận thật là đáng yêu. Thôi, giận tiếp đi nha. Anh... Mà chính em bày cho anh cái trò này mà. Mà bây giờ còn bày đặt giận dỗi nữa. Chẳng phải anh đã làm đúng ý em rồi sao? Nói thì dễ, làm thì mới khó. Cảm giác như em đang bị cắm sừng ấy. Mà cũng hay à, lỡ đâu một ngày giả thì thật thật, rồi cái anh có tình cảm của cô ta thật, rồi lúc đó sao nhỉ? Nhưng mà này, anh đừng có gần gũi quá nữa chưa? Đẩy nhanh tiến độ lên, xong việc thì đá cô ta đi ngay đấy. Anh biết rồi. Mà thôi, bỏ cô ta sang một bên đi. Đang ở cạnh người yêu anh mà nhắc tới cô ta đó là anh mất hết cả hứng à. Anh rõ là lắm chuyện, chỉ được cái định là giỏi thôi. Không biết anh ấy có thích quà này không nhở? Không biết mình ăn mặc như thế này đã được chưa?
Nhiều lúc chồng mình cũng xinh phết đấy chứ. Tay đẹp quá nè. Hai người đang làm trò gì thế này? Anh Thịnh, bạn gái anh đang hỏi chúng ta đang làm gì kìa. Anh trả lời cho cô ấy biết đi chứ. Ai cơ? Ai là người yêu anh cơ? Con nhà quê này đấy à? Anh Thịnh, sao anh nói chuyện như vậy? Anh đang làm cái gì? Em không hiểu. Nó không những nhà quê mà còn bị chẩm hiểu đấy anh ạ. Để tao nói luôn cho nó vuông này. Tao mới là bạn gái của anh Thịnh. Còn mày, mày chẳng là cái gì hết. Chị nói sao? Chị là bạn gái của anh Thịnh. Vậy tại sao hôm trước chị lại... Lại cái gì mà lại? Mày nghĩ mày xứng đáng để làm người yêu tao à? Trước khi mày nói, mày có suy nghĩ không đấy? Anh Thịnh, sao hôm nay anh lại nói chuyện quá đáng như vậy chứ? Tao chẳng thấy gì là quá đáng cả. Cái loại nhà quê như mày ấy, lên thành phố thì biết điều một tí đi. Có phải chị đã biết chuyện này từ lâu rồi đúng không? Không những tao biết, mà tao còn biết rõ đây là khác cơ. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bọn tao mà. Kế hoạch? Tại sao lại như vậy chứ? Tôi đã làm gì mà các người lại lôi tôi vào trò đùa này? Tại vì bọn tao ghét con nhà quê lắm điều như mày đấy. Nếu như ngày hôm đó mà mày không xuất hiện thì bây giờ tao không chỉ là giám đốc FM mà đã là chủ tịch luôn rồi đấy. Anh nói cái gì? Xuất hiện? Không lẽ anh chính là người đã cố tình đâm xe vào chủ tịch? Thông minh đột xuất rồi này. Mày nói đúng rồi đấy. Xem ra đầu óc mày cũng nhanh nhẹn đấy. Mà tao cũng cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời đã mang mày đến đây để tao khỏi phải mất công đi tìm mày. Vì vậy nên hai người cố tình sắp đặt chuyện này để cho tôi đau khổ. Đúng vậy. Vì tao biết cái loại cái quê như mày ấy, mà vớ được mối con như anh Thịnh đây thì sẽ không bao giờ bỏ qua mà. Đúng là kế hoạch quá là hoàn hảo. Tao báo cho mày một tin. Bất kỳ đứa nào làm hỏng chuyện của tao ấy, đừng hòng có kết cục tốt đẹp. Hai người tính làm gì tôi? Tôi sẽ nói chuyện này cho chủ tịch biết. Mày nghĩ mày thoát khỏi tay bọn tao dễ dàng như vậy à? Tỉnh lại đi cô gái ngốc nghếch. Hai người đúng là khốn nạn mà. Hai người mà làm gì tôi sẽ hét lên cho mọi người biết đấy. Hét đi, cô hét lên đi. Cô hét lên thử, xem bên này có ai cứu cô không. Có tôi đây. Chủ tịch. Chủ tịch. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Chủ tịch, tại sao lại đến đây? Em tưởng anh đi công tác rồi chứ. Kế hoạch của tôi có chút thay đổi. Tôi đang tính tìm cậu để bàn chút việc. Nhưng hình như tôi tới không đúng lúc thì phải. Dạ, không có gì đâu sếp. Chỉ là cô Trúc đây là ban tắc trách, nên em với anh Thịnh đây đang phải họp lại với cô ấy thôi ạ. Có thật như vậy không? Chủ tịch, không phải như vậy đâu. Hai người này đang nói oan cho em đấy. Thưa chủ tịch, hai người này chính là người đã cố tình đâm xe vào chủ tịch hôm trước đấy ạ. Này này, cô kia, cô đừng có vu oan cho tôi nhé. Cô thấy tôi đi xe máy lúc nào mà bảo tôi đâm chủ tịch hả? Tôi không ngờ anh Thịnh giúp đỡ tôi nhiều như vậy mà cô lại qua cổng rút bán đấy. Hai người thôi đi. Trúc chưa nói đến vụ tai nạn là dùng xe máy cơ mà. Tại sao hai người lại biết tường tận mọi việc như vậy? Hôm sếp có kể cho bọn em nghe mà. Đúng không Hiền? Dạ đúng đấy ạ. Chắc chắn là sếp có nói nên bọn em mới biết ạ. Hai người vẫn còn chối được à? Các người càng nói thì càng lộ ra những cái việc xấu các người đã làm đấy. Đúng rồi đấy. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi sẽ lòi ra. Nếu như hai người còn lương tâm ấy thì nên thú nhận việc này với chủ tịch đi.
mọi chuyện là do bọn em làm đấy ạ. Tôi muốn biết lý do tại sao có người làm như vậy. Dạ, mọi chuyện bắt đầu từ công ty Aya cho em một số tiền hậu hĩnh, bắt em ăn cắp dữ liệu của công ty mình và một số phi vụ khác nữa ạ. Mà càng ngày họ càng ép em vào thế đường cùng ạ. Bao gồm cả việc muốn hạ bệ cả tôi nữa phải không? Chủ tịch, tại sao anh lại biết ạ? Tôi biết tất cả mọi việc kể từ khi bán dự án đó lọt vào tay công ty Aya. Vậy sao? Lúc đó chủ tịch coi như không biết chuyện gì vậy ạ? Để em lúng vào vũng lại như thế này ạ? Đơn giản, vì tôi muốn để cậu nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa nó. Nhưng mà thật không ngờ cậu lại không làm được. Chủ tịch, anh... Cuộc sống này ai cũng có những sai lầm, nhưng mà sai ở đâu thì phải sửa ở đó. Mặc dù các người đã nhận ra lỗi lầm, nhưng mà tôi tin đó chưa phải là kết thúc đâu. Dạ, em hiểu ý anh rồi ạ. Chiều nay em Vương Hiền sẽ viết đơn xin nghỉ việc và sẽ ra công an đầu thú ạ. Chủ tịch Vương, anh quả thật là một người đáng để người khác phải công phục. Chúng tôi xin lỗi anh về chuyện vừa rồi ạ. Các người biết như vậy là tốt. Tôi tin những tháng ngày sau này các người nhận ra lỗi lầm của mình và coi đây là một bài học quý giá. Dạ vâng ạ. Trúc này, tôi xin lỗi cô vì đã đùa cợt chuyện tình cảm và khinh thường cô như vậy. Một lời xin lỗi từ tôi, không mong nhận được sự tha thứ. Dạ, một lần nữa em xin lỗi chủ tịch ạ. Mặc dù tôi hơi buồn, nhưng mà dù sao tôi thấy hai người biết sai và sửa sai thì tôi cũng vui rồi. Dạ. Hai người đi về đi. Dạ. Dạ vâng ạ. Em xin phép ạ. Em xin phép ạ. Em cảm ơn chủ tịch nhiều lắm. Chủ tịch mà không đến kịp, không biết em đang ở đâu rồi. Không sao, cô đã từng giúp tôi một lần, coi như chúng ta hòa nhé. Mà chủ tịch này, sao chủ tịch lại bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy? Vì đơn giản, bản chất của họ không có xấu, chỉ vì những lợi ích trước mắt mà che mờ cả một tương lai thôi. Cảm ơn chủ tịch đã cho em hiểu ra nhiều điều. Thôi được rồi, chúng ta về công ty thôi. Dạ vâng ạ. Em ơi, Giang Bảo này. Dạ. Dạ, anh có gì bảo em ạ? Ngày kia, anh mời anh chị em công ty đến liên hoan. Em có sao đi chợ nhá. Em biết rồi ạ. À, mà ngày hôm đấy, em mặc đẹp lên một chút. Cần thiết ý, ra hàng, bảo người ta make up cho. Em biết rồi, nhưng mà chuyện đấy em tự làm được, không phải ra quán đâu, tốn kém lắm. Em làm sao thì làm. Em nên nhớ, em là vợ giám đốc đấy. Em nhớ rồi. Thôi, anh ngồi nghỉ ngơi đi. Em vào chuẩn bị cơm. Ừ, em đi đi. Dạ, em chào sếp ạ. Em chào sếp ạ. Chúng em có chút quà biếu sếp. Đến với anh là vui rồi. Quả cáp làm cái gì? Thôi, ngồi xuống đi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Mà hai người kia đâu? Công Phương hả sếp? Nó lề mề lắm. Nó cũng phải 8 tiếng nữa mới tới đây. Uống nước đi. Dạ, cảm ơn sếp ạ. Chào các cậu mới tới chơi đấy à? Dạ, em chào chị ạ. Dạ, em chào chị ạ. À, đây là phải sếp đấy à? Sao khác với tưởng tượng của em quá vậy? Ê, em xin lỗi sếp ạ. Không sao. Thôi, uống nước đi. Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Dạ, chúng em chào sếp ạ. À, cậu Dad à? Ôi rồi, công việc của phòng mình đây đó à? Mà ai đây? Giúp việc nhà anh Đạt đấy à? Ừ, hình như là thế. Nhìn trông kinh quá. Giới thiệu với hai người, đây là Trúc, vợ tôi. Thôi chết, vợ anh ấy ạ? Vừa nãy em không nhận ra, em còn tưởng là giúp việc cơ. Tại đầu tóc với quần áo của chị cứ... Ok á, Phương Anh, sao nói như thế?
chỉ là hơi quê tí thôi. Nào. À sếp ơi, khi nào được ăn vậy? Em đói lắm rồi. Cơm xong chưa? Cơm xong rồi ạ. À. Mời mọi người vào dùng cơm. Nào, mời mọi người. Dạ vâng ạ. Dạ, bọn em chào sếp, bọn em về ạ. Chị ơi, tôi cảm ơn nhá. Đi thôi. Tôi hỏi cô bao nhiêu lần rồi, ăn mặc đẹp, mắt cái mặt lên để giữ thể diện cho tôi. Vậy mà cô làm cái trò gì đấy, hả? Ông kìa anh, tại vì từ sáng đến giờ em mải trong bếp núc, em quên mất. Mà với cả toàn người quen với nhau cả, có gì mà anh phải câu nệ? Người quen à? Đường đường là vợ của sếp mà để nhân viên nó tưởng là ô xin, không thấy nhục à? Còn ở đấy mà giả mồm cãi. Anh nói gì mà quá đáng thế. Thôi được rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Tôi hết nói nổi cô rồi đấy. Cô mà cứ thế này, tôi mà đi gặp bố cô đừng có trách. Sao anh lại có thể nói như thế chứ? Tôi chán cô lắm rồi đấy. Anh thấy chưa? Em nói có sai đâu. Lúc nào cũng nhem nhuốc cái ô xin còn gì nữa. Thì trước giờ cô ta vẫn vậy mà, có khác gì đâu. Hai người đã làm gì ở nhà tôi thế này? Sao lại khoác tay như thế? Cô đuôi thì cũng phải thấy mờ mờ chứ. Đây là người yêu mới của tôi. Cô có ý kiến gì à? Anh nói gì? Đây là người yêu anh á? Sao anh lại đối xử với tôi như thế được? Tại sao á? Cô thử nhìn lại bản thân cô đi. Tôi đã cảnh cáo với cô rồi. Đến bây giờ cô đừng có trách tôi. Em góp ý, chị đừng có buồn nhá. Là con gái phải biết chăm chút cho bản thân mình một tí, phải biết giữ thể diện cho chồng của mình nữa chứ. Tôi nói cho cô biết, cô không có quyền lên tiếng ở trong gia đình của tôi. Cô nên nhớ, cô đang là con giáp thứ 13 xen vào giữa vợ chồng tôi đấy. Xen vào á? Nhưng mà em biết chị và anh ý đâu có đăng ký kết hôn đâu, chỉ là cưới nhau về thôi mà. Bây giờ chị có quyền gì để mà ghen vậy? Đúng đấy, cô lấy quyền gì? Từ bây giờ tôi và cô không có quan hệ gì cả. Bao vào nhà thu dọn quần áo, về với bố mẹ cô đi. Được rồi, hai người được lắm. Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, rồi hai người sẽ phải hối hận thôi. Về nhà thôi em. Kia có phải vợ cũ của anh không? Sao có thể thế được? Cô ta làm sao mà xinh đẹp như vậy chứ? Anh khen ai xinh đấy? À, anh không có ý đấy. Làm sao có ai so bì với em được? Ai đây? Chào hai người. Lâu quá rồi không gặp. Vẫn mặn nồng phết nhở? Cô làm gì ở đây vậy? Mà thằng này trông bén quá nhở? Chắc lại gặp được đại gia nào bao nuôi rồi đúng không? Tôi không như cô đâu. Loại con gái lên giường với đàn ông chỉ vì tiền. Cô... Anh để cô ta nói em như thế sao? Không ngờ vợ cũ của anh lại có lúc xinh đẹp như vậy đấy. Hay là mình quay lại nhá. Anh nói cái gì đấy? Cô không cần phải lo lắng đâu. Loại người hám sắc nhanh tai, tôi không cần. Vậy cô quay về đây để làm gì? Thông báo cho hai người một tin. Hôm nay tôi trở về đây để thông báo cho anh biết công ty của anh đã được tôi mua lại. Và người đầu tiên tôi chính thức sa thải chính là anh đấy. Cô đã đóng phim đấy à? Có loại nghèo hèn như cô mà đủ tiền để mua công ty tôi à? Vậy thì anh thử xem cái hồ sơ này đi, xem có đúng là hồ sơ của công ty anh không. Hóa ra em là chủ tịch mới của công ty anh à? Đúng vậy.
Tôi phải cảm ơn sự phản bội của anh. Nhờ có cái sự phản bội đấy mà tôi đã cố gắng từng ngày vượt lên trên hoàn cảnh để có được ngày hôm nay đấy. Chúc anh có còn nhớ những gì mà anh đã nói với tôi không? Em này, anh biết em kiếm tiền giỏi hơn anh, nhưng từ giờ em hãy ở nhà để chăm lo cho gia đình chúng mình nhá. Anh sẽ nuôi em. Em đồng ý nhá. Tôi đã vì anh ở nhà chăm lo cho gia đình, vậy mà thứ tôi nhận lại là gì? Chúc, anh biết anh sai rồi. Giờ em bảo anh làm gì anh cũng làm, nhưng mà em đừng sa thải anh nhá. Anh nói tôi bảo anh làm gì anh cũng làm không? Phải. Vậy anh còn dám tát cô ta? Chỉ cần anh tát cô ta thì em sẽ bỏ qua cho anh đúng không? Em bỏ qua cho anh nhá. Tôi xin lỗi nhá, tôi bảo anh tát cô ta, tôi đâu có bảo là tôi sẽ tha thứ cho anh đâu. Đây là cái giá mà anh phải nhận cho sự phản bội của tôi đó. Hai người cứ từ từ mà hưởng thụ. Chúc, em tha lỗi cho anh đi mà. Nếu mà em sa thải anh thì không biết lấy gì mà sống hết. Tôi nói luôn cho anh biết, trên cuộc đời này đừng bao giờ nhầm tưởng giữa cuộc chơi và cuộc đời. Cũng đừng bao giờ nhầm tưởng giá trị của bản thân mình ở trong lòng người khác. Sự phản bội không làm cho anh cao quý hơn đâu. Chúc hai người hạnh phúc. Cho tôi xin lại bỏ hồ sơ nhé. Vừa rồi anh tát em có đau không? Anh thôi đi, anh chỉ vì nịnh cô ta mà anh dám tát tôi à? Anh xin lỗi, nhưng mà tất cả chỉ vì công việc thôi mà. Không có xin lỗi gì hết, chia tay đi, từ bây giờ đừng làm phiền tôi nữa. Đến đây làm gì? Em hỏi gì lạ thế? Tất nhiên là anh tới thăm em rồi, chứ còn làm gì nữa? Tôi cảm ơn nhá, tôi rất khỏe. Nếu không còn chuyện gì nữa ấy, thì tôi đi trước. Ơ kìa, em làm gì mà phũ phàng với anh thế? Dù gì anh cũng thầm thương trộm nhớ em cũng được 2 năm rồi. Xin lỗi, nhưng mà tôi có người yêu rồi. Em suy nghĩ lại đi, cái thằng khố rách áo ôm đấy, nó có gì hơn anh chứ? Anh ấy hơn anh ở cái tư cách đấy. Anh không thấy xấu hổ à? Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo người yêu của bạn thân mình như thế. Chuyện anh yêu em có gì mà phải xấu hổ? Yêu thì phải nói, cũng như đói là phải ăn thôi. Ngày xưa nó là bạn học anh thật. Bây giờ em nhìn anh xem, giám đốc chi nhánh công ty, nhà lầu xe sang. Hơn nữa, anh còn chung tình với em nữa. Tôi cũng thua anh rồi. Đúng là điên mà. Ở kia, Trúc. Không được rồi. Nếu cứ tình trạng như vậy thì thiệt hại nặng nề lớn đây. Chút nữa phải nói chuyện với cậu ấy mới được. Cậu dừng xe đi, cho tôi xuống chỗ này. Rồi cậu đến xe về làng trước đi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Phương, cậu đi đâu đấy? Thịnh, sao cậu lại ở đây? Có thật không đây? Bạn tôi hôm nay đi xe ô tô về làng đấy à? Không phải của tớ đâu, của người khác đấy. Không phải chối nữa, ngồi ô tô thích như vậy sao lại xuống đây làm gì? Thì tớ xuống đây để đi xe đạp cùng với cậu nè. Sao lại đi xe đạp với tớ? Đi xe đạp vừa tốn sức lại còn vừa đau mông, chả hiểu cậu nghĩ gì luôn đấy. Chẳng phải lúc trước
tớ với cậu với thằng Đạt hãy tranh giành con xe đạp này chứ gì. Kìa Trúc, lên xe đi em. Đi bộ thế không mệt hả em? Anh đi về đi. Anh là Thương Hoa Tiếc Ngọc đấy. Lên xe đi em. Em đổi ý rồi à? Lên xe đi em. Em thấy gì chưa? Cái người mà em chờ đợi dám cắm cặp súng to đùng lên đầu em đấy. Nhìn là biết chúng nó đang tỏ tình với nhau rồi. Mà dạo này công việc của cậu sao rồi? Nói thật với cậu á, tớ cũng mới vừa mở công ty riêng nên bây giờ có chút thời gian rảnh, tính về thăm quê với tiền thẻ. Thôi không phải nói, về thăm Trúc chứ gì. Đúng rồi. À, cậu xem coi cái nhẫn này tớ mua có đẹp không? Phải công nhận, nhẫn cậu mua đẹp thật đấy. Tớ phải mất nửa ngày, tớ đi tìm tớ mua đấy. Không biết Trúc có thích không nữa? Thích, đến tớ còn thích nữa mà. Thích cái con khỉ, chim chuột với nhau ấy thì đi chỗ khác, đứng giữa đường đấy à? Đạt, cậu đi đâu về đấy? Tớ với Phương, đứng đây có chút việc thôi mà. Đạt này, cậu nhìn xem cái nhẫn này có đẹp không? Đẹp đẽ cái gì? Nhìn như của vứt đi ấy. Mà tao không hiểu đầu óc mày làm sao nữa. Đi yêu cái thằng nghèo kiết xác này. Cậu nói vậy là có ý gì? Chắc Đạt thấy tớ mới về nên đùa cho vui ấy mà. Đùa gì với cái loại như mày? Đang nghèo còn mày đặt năng nhăng. Đạt, cậu nói vậy là có ý gì? Ý gì nữa? Mày ở trên thành phố, mày yêu hết con này đến con khác. Bây giờ về quê, mày yêu con này à? Lại bày đặt ăn mặc mấy thằng đa cấp mày. Đạt, cậu nói bóng gió gì vậy? Tôi với Thịnh đâu có gì đâu. Thôi, khỏi phải nói. Tao và Trúc nhìn thấy hết rồi. Mày trao nhẫn cho con này ở cái nơi chẳng mấy tốt đẹp gì đâu. Thực ra đây là... Đạt, cậu làm gì vậy? Cậu làm cái trò gì vậy hả? Thôi, em đừng khóc nữa. Em buồn làm gì với thằng bội bạc đấy. Em có biết vì sao anh theo đuổi em lâu như vậy không? Bởi vì nó không hề yêu em. Nó ở trên thành phố, yêu hết con này đến con khác. Nó là một thằng lăng nhăng. Anh đừng nói nữa. Anh phải nói. Anh phải nói thì em mới hiểu được tấm lòng của anh. Em mới hiểu tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Trúc, em làm người yêu anh nhá. Xin lỗi, em cần thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ? Chẳng lẽ suốt 2 năm vừa qua tình cảm anh dành cho em như thế nào em không biết sao? Đồng ý lòng người yêu anh nhé. Anh đừng nghĩ em dễ dãi như thế. Không cần tiền nữa đâu. À, bây giờ cậu về nhà trước đi.
tới vườn sen, mới đi công việc đấy. Em về thật đấy à? Thôi, em về đây, cũng muộn rồi. Với cả em phải nấu cơm cho bố mẹ nữa. Bố mẹ sắp về rồi. Thế tối bây giờ anh đón em nhá. Đang giữa ban ngày bên mặt đấy. Ai thấy thì làm sao? Thôi, em vào trước đây. Tối bây giờ anh đón em nhá. Trúc! Nghe anh nói đã đi Trúc ơi! Trúc! Nghe anh nói đã Trúc! Không như những gì em thấy đâu. Cái thằng này, mày còn dám vác mặt đến đây được nữa à? Trúc ơi, nghe giải thích đi Trúc. Không như những gì em thấy đâu mà. Thôi, khỏi giải thích. Mày đi về đi. Giờ Trúc là người yêu của tao. Tao nghiêm cấm mày. Từ nay về sau, cấm mày bén mảng từ đây. Chó này. Mày, mày đúng là bạn tao. Mà lại đâm sau lưng tao, rồi cướp cả người yêu tao nữa. Trúc, em nghe anh giải thích đi mà. Đủ rồi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa. Anh đã thay đổi quá nhiều rồi. Bây giờ lại còn thêm cả thói côn đồ nữa à? Tôi thấy quá thất vọng với anh rồi đấy. Mà nghe thấy gì chưa? Giờ tao mới là người yêu của Trúc, không phải là mày. Mày thử đi lại bản thân mày xem. Mày có gì? Tiền thì không có. Đi có xe đạp rách. Nhà thì không bằng cái chuồng lợn. Trúc, dù gì chúng ta cũng yêu nhau lâu rồi. Em cho anh cơ hội giải thích đi chứ. Khỏi giải thích. Mày là một thằng cháo trở. Mày không đủ tư cách để đứng đây nói chuyện với tao và người yêu của tao. Tôi không muốn nghe giải thích thêm bất cứ điều gì nữa. Như thế là quá đủ rồi. Thôi được rồi. Nếu em đã nói như vậy đó, thì anh không còn gì để. Để làm gì? Mày thử nhìn lại bản thân mày xem. Mày có gì không? Như tao đây này, giám đốc chi nhánh công ty FVM, nhà to nhất làng. Còn mày, vẫn vậy. Mày đừng tự cao tự đại như vậy. Trong khi, mày là một người nhân viên của công ty. Làm việc thì không có trách nhiệm, gây tổn thất nặng nề cho công ty. Và còn cái tính cách coi thường người khác nữa. Cái thằng này, mày là cái thá gì mà dám nói với tao như vậy, hả? Cái thá gì á? Tao là người có quyền sa thải mày đấy. Sa thải tao? Mày có giỏi không? Mày làm tao xem. Alo. Ngày mai cô sa thải ngay giám đốc công ty chi nhánh này cho tôi. Được rồi. Cô gọi ngay cho anh ta đi. 5 phút nữa sẽ có người gọi cho anh đấy. Để tao xem. Mày làm. Alo. Sao lại như vậy được ạ? Thế sao mày lại là chủ tịch công ty được? Tôi đã rắc nể mặt cậu và cho cậu rất nhiều cơ hội chỉ vì hai từ bạn bè. Vậy mà cậu không biết cố gắng, chỉ vì lợi ích cá nhân mà coi thường người khác. Đây coi như là bài học dành cho cậu đấy. Thế cậu suy nghĩ lại được không? Cho tôi một cơ hội nữa thôi. Cơ hội không đánh lần thứ hai cho những kẻ lười biếng như mày. Được rồi, chào em, anh đi.